Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 1856, quần hầu bái thọ. 2. Viên Tân Quân nói, tài chính trắc trở, cho nên tôi hiện tại mới rõ ràng vẫn là làm đến nơi đến chốn tốt hơn, tôi chuẩn bị xây dựng một nhà máy chế phẩm gia công, trước kiếm tiền, có tiền mới có thể làm tốt bảo hộ động vật, nếu không tất cả đều là lời nói suông. Trương Dương nở nụ cười ha ha, Viên Tân Quân tên nhóc này làm gì đều là 3 phút nhiệt độ. Viên Tân Quân nói, anh không lên đài hả? Nhanh chóng đi vẽ mặt hóa trang đi. Lúc này Liễu Đan Thần đã hóa trang xong đi tới, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Trương Dương, nhộn nhạo xuân ba, ôn nhu nói, Trương Bí Thư, tôi hóa trang giúp anh nha. Viên Tân Quân thấy sóng mắt của Liễu Đan Thần nhất thời cả người ngứa lên, hắn đi qua nói, cũng giúp tôi hóa trang với, tôi cảm giác không hài lòng. Liễu Đan Thần nói, anh đứng cầm cờ, không người chú ý anh. Ặc, Trương Đại Quan Nhân thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Đi theo Liễu Đan Thần tới trước bàn hóa trang ngồi xuống, Liễu Đan Thần trợ giúp hắn vẽ bề ngoài mặt, gần gũi quan sát Liễu Đan Thần càng phát hiện cô ấy quả nhiên là quyến rũ đến tận xương, nhất cử nhất động đều tràn ngập mê hoặc nữ tính. Trương Đại Quan Nhân nói, vậy. Liễu Đan Thần ý bảo hắn đừng nói, ôn nhu nói, anh chờ một chút rồi nói, tôi vẽ rất nhanh. Thủ pháp của Liễu Đan Thần vẽ mặt vô cùng thạo, không bao lâu, Trương Đại Quan Nhân đã biến thành một mặt khỉ. Cuối cùng trợ giúp hắn đem mí mắt thành màu vàng, Trương Đại Quan Nhân hóa trang còn muốn phức tạp hơn những người khác rất nhiều, gần với Thiết Vĩ Đồng. Viên Tân Quân đến đây nhìn chằm chằm Liễu Đan Thần, tuy rằng Liễu Đan Thần hóa trang rất dày, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được quyến rũ phong tình của cô ấy. Viên Tân Quân nói, Liễu Tiểu Thư, mặt tôi không cẩn thận làm hư, cô giúp tôi vẽ lại một chút. Thằng nhãi này là cố ý. Liễu Đan Thần nói, bên kia hóa trang sư đều nhàn rỗi kìa, tôi còn có việc. Cô ấy đứng dậy đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương nhìn mình một chút trong gương, không khỏi u lên. Viên Tân Quân nói, Trương ca, cái này ngài để cho tôi đi, ngài bên kia đều ngập lụt, không thể khiến cho anh em chết hạn. Trương Dương nói, chuyện này có liên quan tới tôi sao? Tiết Vĩ Đồng bên kia cũng vẽ mặt xong, mặc đồ vào, đi tới, Tam ca. Trương Đại Quan Nhân thấy Tiết Vĩ Đồng không khỏi vui vẻ, em đừng gọi anh là Tam Ca, hôm nay em mới là Đại Sư Huynh. Đuôi lông trên đỉnh đầu của Tiết Vĩ Đồng lúc lắc, hai mắt nháy ánh kim lóng lánh có thật không? Trương Dương nói, đêm nay, anh là lá xanh, em là hoa hồng, anh phụ trách phụ trợ. Tiết Vĩ Đồng tiếp nhận kim cô bổng tiền xuân lâu đưa qua, lúc này tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cô ấy quát các hài nhi, đứng lên, ra mừng thọ cho ông nội. Chiêng trống nổi lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người đến sân khấu kịch, tuồng mở màn ngày hôm nay là quần hầu bái thọ, nghĩ tới tên này là biết Tiết Vĩ Đồng quyết định, thế nhưng khi tên này báo ra, nội tâm của mọi người đều sinh ra một ít suy nghĩ đặc biệt, quần hầu bái thọ, hàm nghĩa chân chính là quần hầu bái thọ sao? Phó Hiến Lương ngồi ở bên cạnh Tiết Lão, cười hỏi Tiết Thế Luân, Thế Luân, tuồng này gọi là gì? Tiết Thế Luân cũng là nhìn danh sách tiết mục mới biết được, tiết mục an bài của con gái cũng khí phách 10 phần. Quần hầu bái thọ, tên như vậy mà nhiều người có thể không biết sao. Tiết Thế Luân nói, quần hầu bái thọ. Màn che mở ra, đám người Lương Khang, Viên Tân Quân sắm vai hầu tử cầm cờ chạy lên sân khấu, biểu diễn của bọn họ rất đơn giản, cũng là cầm cờ lớn xông lên sân khấu, đứng ở đàng kia hành động bố cảnh. Quần hầu bái thọ, suy nghĩ bất chợt của Tiết Vĩ Đồng, nhưng thật không ngờ tại trong lòng khách lại gây ra phản ứng như thế, hầu này hầu họ, cũng không phải ám chỉ đều là khỉ hết sao. Tiết Thế Luân không biết con gái có phải là lo lắng tới điểm này hay không, ngày hôm nay thọ yến của ba, chỉ có Phó Hiến Lương một nhân vật quan trọng xuất hiện, ba sẽ không bởi vì tuồng kịch này mà sản sinh suy nghĩ kỳ quái chứ. Tiết Thế Luân lặng lẽ nhìn lại hướng ba, thấy biểu tình của ba như thường, ông lúc này mới yên lòng. Tiết Lão trong lòng âm thầm cảm thán, quần hầu bái thọ, lẽ nào minh minh chi trung tự có thiên ý. Trong ngu muội tự có ý trời. Chiêng trống chút càng ngày càng vang. Hai gã võ sư từ sân khấu nhào lộn ra giữa, người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn môn đạo, thật ra người trong nghề ở đây cũng không mấy ai, muốn nhấc lên bầu không khí, vẫn là phương thức này tốt nhất, hứng thú của mọi người bắt đầu bị đặc sắc động tác hấp dẫn lên. Đến phiên Trương Đại Quan Nhân lên sân khấu, thằng nhãi này lộn nhào rồi bay lên cao, lúc hắn bay qua, Từ Kiến Cơ đã tiến đến bên tai Tiết Lão nói, đây là Trương Dương mừng thọ cho ba. Tiết Lão cười ha ha, dẫn đầu vỗ tay. Mọi người thấy Tiết Lão vỗ tay cũng bắt đầu theo. Tràng diện càng trở nên nhiệt liệt,
Trương đại quan nhân nhào lộn đến đầu sân khấu thì nhào lộn trở về, trở lại giữa sân khấu, lại tự nhào lộn tại chỗ. Tiết Thế Luân cũng biết hầu tử này là Trương Dương, cười nói thật sự là không tồi. Tiêu Quốc Thành ở bên cạnh của cũng liều mạng vỗ tay. Cố Dưỡng Dưỡng lúc này cũng xuất hiện tại hiện trường, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, hai tay để lên trước môi, lớn tiếng nói Trương Dương ca, cố lên. Trương đại quan nhân bay lên không lộn hai vòng rồi vững vàng đáp xuống đất, thu được tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, hắn làm ra động tác mời, Mỹ Hầu Vương chính thức xuất hiện. Tiết Vĩ Nồng khoan thai đi lên sân khấu, ý bảo Viên Tân Quân chạy tới, Viên Tân Quân đem cờ ném cho một gã võ sư. Sau đó hai tay chống lại nằm úp xuống, Tiết Vĩ Nồng nhấc chân đạp lên lưng của Viên Tân Quân tựa như không chuẩn bị trước, bị cô ấy đạp một cước quỳ xuống đất. Cái này là bọn họ trước đó tập qua. Hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng cười. Tiết Vĩ Nồng liền giơ ra một tấm thọ liên, phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Tiếng vỗ tay tại hiện trường vang lên ầm ĩ, ai cũng biết đây là Tiết Vĩ Nồng sắm vai. Tiết lão cũng đứng lên, chuyển hướng Phó Hiến Lương nói, cháu gái tôi đấy, cháu gái tôi đấy. Lúc này thần tình vui vẻ giống như một đứa nhỏ. Tiết Vĩ Nồng đem thọ liên ném cho Lương Khang, sau đó võ sư một bên ném cho cô ấy một kim cô bổng. Tuy rằng lúc đầu biểu diễn đã không tầm thường, nhưng Tiết Vĩ Nồng cũng múa kim cô bổng rất có bài, cô ấy biểu diễn còn đang tiếp tục, then chốt là nhân khí rất đủ, tiếng vỗ tay còn hơn vừa rồi lúc Trương Dương nhào lộn. Tiết Vĩ Nồng múa một hồi, đem kim cô bổng vứt cho Trương Dương. Lớn tiếng nói, các hài nhi, đứng lên. Trương đại quan nhân trong lòng nói được, hôm nay bị cô ấy chiếm hai lần tiện nghi. Mặt cười. Trương đại quan nhân đứng ở góc sân khấu múa kim cô bổng rất uy vũ. Võ công của thằng nhãi này hoàn toàn khác biệt với võ sư đoàn kịch. Không chỉ có đẹp hơn nữa còn thực dụng. Trương đại quan nhân đang múa hưng khởi, nhịp trống đột nhiên biến đổi. Bên tai đột nhiên truyền tới bài ca sinh nhật, quả nhiên là Trung Tây kết hợp. Chương 1857, Quần Hầu Bái Thọ. 3. Tiết Vĩ Nồng đã rời sân khấu không kịp tẩy trang đã đẩy bánh kem đi tới trước mặt ông nội. Tiết lão mừng rỡ cười ha ha, được, thật là được. Tiết lão thổi tắt ngọn nến sinh nhật xong, bắt chuyện mọi người ngồi vào vị trí. Trương Dương tẩy trang xong thì đi đến trước mặt Tiết lão ân cần thăm hỏi, Tiết lão kéo tay hắn, hướng Phó Hiến Lương bên cạnh nói, Hiến Lương, đây là Trương Dương, con nuôi của quốc quyền. Phó Hiến Lương mỉm cười gật đầu. Trương Dương cung kính nói, xin chào Phó Tổng Lý. Trong lòng có chút buồn cười, Phó Hiến Lương này thật đúng là không gặp may, đời này đã định trước chỉ có thể làm Phó Tổng Lý. Phó Hiến Lương nói, Trương Dương, tôi nghe nói qua cậu, quả nhiên là trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Trương Dương nói, hy vọng Phó Tổng Lý sau này chỉ điểm tôi nhiều hơn. Tiệc rượu bắt đầu, Tiết lão tự nhiên thành trung tâm chú mục của mọi người luôn phiên tiến lên kính rượu, Tiết lão đều là lướt qua, màn kịch thứ hai lại bắt đầu, do Vu Hồng Chiêu của kinh kịch viện hát bài, mà cô Hiến Thọ Tiết lão nhẹ nhàng gõ nhịp theo giọng hát trầm bồng du dương, tâm tình có chút vui sướng. Tiêu Quốc Thành nâng ly rượu chạm ly với Tiết Thế Luân nói, Thế Luân, ba nuôi ngày hôm nay rất hài lòng. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, hạnh phúc hiện tại lớn nhất của ba cũng là cùng người nhà mừng tuổi thọ, chuyện khác ba từ lâu đã thấy phai nhạt. Hai người thấp giọng giao lưu, cùng uống một ly. Cố Doãn Chi ngồi chung một bàn với bọn họ rất ít nói chuyện, nếu như không phải Tiết Lão yêu cầu, ông sẽ không chủ động ngồi ở chỗ này. Tiết Lão ý thức được Cố Doãn Chi im lặng, cười nói, Doãn Chi. Ông hẳn là nên chủ động xuất kích đi, hào khí của bí thư tỉnh ủy năm đó đâu. Cố Doãn Chi cười nói, hào khí vẫn còn, thế nhưng tửu lượng không được, cũng không thể so với ngài, càng già càng dẻo dai. Tiết lão cười nói, càng già càng dẻo dai vẫn là già rồi, có người nói càng già càng dẻo dai thật ra cũng là hồi quang phản chiếu. Phó Hiến Lương nói, Tiết lão, hôm nay ngài đại hỉ nói những lời này không thích hợp, ngài cũng là càng già càng dẻo dai. Chờ ngài đại thọ 90, chúng tôi còn muốn đến đây chúc mừng cho ngài. Tiết lão nói, ra rồi, 90 đại thọ, tôi không biết có thể sống được đến ngày đó hay không. Tiêu Quốc Thành nói, nhất định có thể, thân thể ba nuôi tốt như vậy, đừng nói là đại thọ 90, cho dù là 100 tuổi cũng không vấn đề. Tiết lão nói, mượn cát ngôn của con, Quốc Thành, hai cha con ta uống một ly. Tiết lão và Tiêu Quốc Thành nâng ly rượu, ngửi thấy được một mùi thơm mê người. Là đầu bếp mang đồ ăn tới, món này cũng là Phật Khiêu Tường Cố Dưỡng Dưỡng đặc biệt làm. Tiết Vĩ Nồng cười đi đến đây, ông nội, ngài nếm thử mùi vị của món Phật Khiêu Tường này nha.
Tiết lão nói, muốn nói Phật Khiêu Tường làm được chính tông nhất phải nói đến đầu bếp của lão Kiều năm đó là Tào Tam Pháo, ông ấy là ngự trù hoàng cung, Phật Khiêu Tường mới là mỹ vị. Tiết lão gắp đồ ăn ăn một ngụm, hai hàng lông mày nhất thời giãn ra, nhẹ giọng nói, hương tỏa bốn hướng, chín mà không vụn, dư vị vô cùng. Được, thật sự được, món Phật Khiêu Tường làm đến mức này, ngay cả Tào Tam Pháo sống lại cũng không hơn cái gì, lẽ nào món này là do đệ tử của Tào Tam Pháo làm? Tiết Vĩ Đồng thấy ông nội khen như vậy, cười liên tục. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, Tiết lão, món này là tiểu nữ dưỡng dưỡng đặc biệt làm cho ngài ăn, được Tiết lão khen như vậy, đã là khẳng định lớn nhất. Tiết Thế Luân một bên nói, Doãn Chi huynh thật sự là có cách dạy con, ba người con đều nổi tiếng. Không biết Tiết Thế Luân cố tình hay là vô ý thốt ra những lời này, đa số người ở đây đều biết con gái lớn Cố Giai Đồng đã ra đi hơn một năm trước, có thể nói những lời này của Tiết Thế Luân rất không thích hợp. Biểu tình của Cố Doãn Chi cũng không dị dạng, chỉ là nhàn nhạt cười cười nói, thật ra các bậc cha mẹ chưa chắc muốn đứa nhỏ có tiền đồ bao nhiêu lớn, bình an là tốt rồi. Trong lòng Tiết lão thầm trách con trai nói năng bậy bạ, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện, dù sao Cố Doãn Chi cũng không có làm rõ, ông mỉm cười nói, dưỡng dưỡng đâu, kêu lên cho tôi làm quen một chút. Cố Doãn Chi nhìn hướng xung quanh một chút, thấy Cố Dưỡng Dưỡng xa xa vừa vặn đi ra, đi đến bàn của Trương Dương. Vì vậy vẫy vẫy tay hướng Cố Dưỡng Dưỡng. Cố Dưỡng Dưỡng cũng không thấy cha gọi mình, ngược lại là thấy Trương Dương. Trương Dương nhắc nhở Cố Dưỡng Dưỡng nói, Dưỡng Dưỡng, ba em gọi em đấy. Cố Dưỡng Dưỡng xoay người, thấy cha đang phất tay, cô ấy nhanh chóng đi qua. Cố Doãn Chi cầm tay của con gái, đem cô ấy giới thiệu cho Tiết lão nói, Tiết lão, đây là con gái của tôi Dưỡng Dưỡng. Tiết lão vẻ mặt ôn hòa nói, Dưỡng Dưỡng, đã trổ mã thành một đại cô nương. Thấy những đứa nhỏ này đều trưởng thành, chúng ta sao có thể không lão? Cố Doãn Chi mỉm cười nói, đích thật là già rồi. Tiết Thế Luân nói, Dưỡng Dưỡng lớn lên rất giống Giai Đồng. Cố Dưỡng Dưỡng biểu tình biến đổi, ánh mắt có chút bất an nhìn cha, Cố Doãn Chi đã có thể kết luận, câu nói kia vừa rồi của Tiết Thế Luân cũng không phải vô ý nói ra, ông ta căn bản là cố ý vạch vết sẹo trong lòng của mình, mọi người xung quanh không nói gì, phần lớn người đều quan tâm đến phản ứng của Cố Doãn Chi. Tiết lão đang chuẩn bị mở miệng trách cứ con trai, lại nghe Cố Doãn Chi nói, Thế Luân, chúng ta trước đó gián đoạn liên lạc cũng nhiều năm, giữa hai bên cũng trở nên không lý giải. Ông nâng ly rượu nói, Thế Luân chúng ta uống một ly. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, bằng hữu chân chính cũng không nhất định phải mỗi ngày đều cùng một chỗ, chúng ta cho dù vài chục năm không gặp, tôi vẫn không quên được chỗ tốt lúc trước anh cho tôi. Ông ta Cố Doãn Chi chạm ly, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Cố Doãn Chi cũng cầm ly rượu, nhẹ giọng nói, Tiết lão đối đãi với chúng ta như con ruột, nếu như không có Tiết lão chỉ dẫn, trong đa số người ở đây cũng không có thành tựu của hôm nay. Ông bảo con gái đi rót đầy rượu cho Tiết Thế Luân, lại rót đầy cho mình, Cố Doãn Chi nâng ly rượu nói, chúng ta cùng nhau kính Tiết lão một ly, chúc lão nhân gia khỏe mạnh bình an. Phó Hiến Lương nói, Doãn Chi huynh nói rất hay, chúng ta hẳn là nên kính Tiết lão một ly. Tiết lão tuy rằng biết con trai vừa rồi nói không lễ phép, thế nhưng thấy Cố Doãn Chi cũng không chấp nhất, cũng đè cơn tức trong lòng, mỉm cười nói, ly này tôi uống, trước khi uống rượu tôi muốn nói với các người một câu, giữa người và người gặp nhau tương giao hiểu nhau, chính là duyên phận cả đời, sinh mệnh hữu hạn, đại ái vô cương. Tôi hy vọng trong lòng mỗi người đều có yêu, yêu quốc gia của chúng ta, yêu thân nhân của chúng ta, yêu bạn bè của chúng ta, yêu con cái của chúng ta, người sống trên đời. Không thể nhìn chằm chằm quá khứ, nếu như từ đầu đến cuối nhìn thẳng đi qua, như vậy sẽ cảm giác được, khi còn sống nhìn không thấy hy vọng, ánh mặt trời ngay phía trước, nhưng chỉ nguyện ý nhìn bóng lưng của mình, vậy cũng không phải hạnh phúc. Tiêu Quốc Thành nói, cha nuôi nói luôn luôn khiến người tỉnh ngộ, lời này khiến cho con hiểu ra, mấy năm nay, con từ đầu đến cuối đều quay đầu lại nhìn. Thật ra đâu chỉ là ông ta, rất nhiều người ở đây đều là như thế. Mọi người cùng Tiết lão uống một ly này. Lúc này lại có người đến đây kính rượu. Là bí thư thị ủy Hạng Thành mang theo Cung Hoàn Sơn cùng nhau đến đây, bọn họ kính qua Tiết lão, lại đi kính Phó Hiến Lương. Cố Dưỡng Dưỡng thừa dịp lúc này trở lại bên cạnh Trương Dương ngồi xuống, Trương Dương nhìn ra biểu tình của cô ấy khác thường, thấp giọng nói, làm sao vậy? Chương 1858, huyết sắc 1. Cố Dưỡng Dưỡng cắn môi anh đào, rốt cục vẫn không đem chuyện vừa rồi nói cho Trương Dương. Cô ấy lý giải tính tình của Trương Dương, nếu có người dám khi dễ người của Cố gia, Trương Dương tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ,
ngày hôm nay dù sao cũng là thọ yến của Tiết lão, Cố Dưỡng Dưỡng nói, không có việc gì, có thể là quá mệt mỏi. Nghe được Cố Dưỡng Dưỡng nói mệt, Trương đại quan nhân trong lòng không khỏi một trận áy náy, quả thật nếu như không phải hắn đứng ra, Cố Dưỡng Dưỡng cũng sẽ không khổ sai nấu nướng Phật Khiêu Tường. Cố Dưỡng Dưỡng nói, còn nói cho em hỗ trợ, lúc cần anh hỗ trợ, anh lại đi diễn hầu. Trương Dương nở nụ cười. Cố Dưỡng Dưỡng cũng cười, bất quá, tiết mục nhào lộn của anh thật sự là không tồi. Trương Dương nói, chuyện nhỏ. Một bên Viên Tân Dân nói, Trương ca, anh thì phong cảnh rồi, tôi chỉ có phần bị dẫm. Nói ra chuyện hắn bị dẫm vài người đều nở nụ cười, Từ Kiến Cơ nói, cái thân của cậu cũng quá yếu, Vĩ Nồng một cước đã dẫm cậu nằm xuống. Viên Tân Dân nói, anh à, tôi đó là biểu diễn, với thân thể của tôi, phong sương mưa tuyết trên cao nguyên tôi đều trải qua, một cước của Vĩ Nồng tôi còn không chịu nổi. Cũng quá coi thường tôi rồi. Từ Kiến Cơ đi kính rượu Trương Dương, nhưng lúc này thấy lại có khách đến, Trương Dương thấy rõ ràng, là Tần Hồng Giang và con trai Tần Chấn Đường, Trương đại quan nhân cúi đầu, mâu thuẫn của hắn và Tần gia tồn tại đã lâu, kết thù kết oán tại chuyện của Tần Hoan, lại phát sinh ma sát. Tiết Thế Luân đứng dậy đón chào, Tần Hồng Giang nắm tay với hắn hàn huyên hai câu, tới trước mặt Tiết Lão mừng thọ, Tần Hồng Giang nói, Tiết Lão, gần đây chuyện tình rất nhiều, cho nên tôi tới chậm, ngài không lấy làm phiền lòng. Tiết Lão cười nói, hà tất khách khí như vậy, quân vụ cậu bận rộn không cần đến đây. Tần Hồng Giang nói, Tiết Lão có chi ngộ chi tư với tôi, ngài mừng thọ, tôi phải đích thân đến đây. Ông ta đưa lễ vật, Tiết Lão vẫn như cũ không có mở ra, giao cho con gái Tiết Anh Hồng cất vào. Tiết Thế Luân an bài Tần Hồng Giang ngồi cùng bàn Tiết Lão, khiến cho Tiết Vĩ Nồng an bài Tần Chấn Đường đi chỗ khác ngồi. Trương đại quan nhân thấy Tiết Vĩ Nồng mang theo Tần Chấn Đường đi tới bàn này, trong lòng thầm than, không phải oan gia không tụ, xem ra lần này lại không thể thoát khỏi Tần gia. Tần Chấn Đường nhận thức phần lớn người đang ngồi, vị trí Tiết Vĩ Nồng an bài cho hắn của vặn tại đối diện của Trương Dương, ánh mắt của Tần Chấn Đường gặp Trương Dương, nhất thời phụt ra ra quang mang oán hận. Trương Dương lơ đỉnh, chuyển hướng sang Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh đi kính rượu. Trương đại quan nhân cũng không phải là sợ hắn, mà là không muốn cùng thằng nhãi này tính toán, dù sao ngày hôm nay là thọ yến của Tiết lão, ầm ĩ xảy ra chuyện gì, ngược lại có vẻ mình vô lễ. Cố Dưỡng Dưỡng đứng dậy nói, em cùng đi với anh. Cô ấy đương nhiên biết Trương Dương vì sao muốn đi, rõ ràng Trương Dương và Tần gia từng có mâu thuẫn. Hai người rời đi, Cố Dưỡng Dưỡng đi phòng bếp nhìn, Trương Dương bưng ly rượu đi kính Hạng Thành, tuy rằng trong lòng không muốn thấy thằng nhãi này. Nhưng mà người ta dù sao cũng là bí thư thị ủy của mình, trên cấp bậc lễ nghĩa không thể chậm trễ. Tuy rằng ngày hôm nay rất nhiều nhân vật thực quyền vắng họp thọ yến của Tiết lão, Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn tại đây vẫn đang có vẻ không bắt mắt, Hạng Thành cũng may, Cung Hoàn Sơn căn bản không tìm được cảm giác tồn tại, ngoại trừ Hạng Thành ra, ít người chủ động nói chuyện với ông ta. Trương Dương bưng rượu đi tới trước mặt Hạng Thành, mỉm cười nói, Hạng bí thư, tôi kính ngài. Hạng Thành nói, Trương Dương à, ngồi đi, bên cạnh ông vừa vặn có chỗ trống. Vì vậy Trương Dương ngồi xuống, Hạng Thành và hắn uống một ly, cười nói, cậu vừa rồi vừa lên sân khấu thì chúng tôi liền nhận ra cậu, nhào lộn thật sự rất đẹp. Trương Dương cười nói, tôi từ nhỏ đã tập võ, nhào lộn như vậy không làm khó được tôi. Uống hai ly với Hạng Thành xong, hắn tìm tới Cung Hoàn Sơn. Mặc dù ở Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn và Trương Dương tranh đấu gay gắt, nhưng đi tới Kinh Thành, tự nhiên tạm thời buông xuống mâu thuẫn. Cung Hoàn Sơn cười nói, Trương Dương, cậu thật sự là đa tài đa nghệ. Trương Dương cười nói, tôi còn tưởng rằng cung thị trưởng sẽ nói tôi sắc nghệ song toàn chứ. Vài người đều nở nụ cười. Lúc này trên sân khấu kịch lần thứ hai vang lên chiêng trống, tiếp theo là tuồng, Mộc Quế Anh đại phá thiên môn trận, chính thức trình diễn. Đối với nội dung vở kịch này, khán giả ở đây đều đã quen thuộc, đây chỉ là một trích đoạn ngắn bên trong vở tuồng mà thôi, Mộc Quế Anh đại chiến Tiêu Thiên Tá. Vô cùng náo nhiệt, cũng muốn kết thúc trong náo nhiệt vô cùng. Mở đầu là quần hầu bái thọ, tiếp theo là, mà cô hiến thọ, cuối cùng là Mộc Quế Anh đại phá thiên môn trận. Liễu Đan Thần một thân nhung trang, tư thế oai hùng hiên ngang, vừa ra sân, liền được mọi người chú ý. Liễu Đan Thần có 10 năm kinh nghiệm trên sân khấu, cũng không phải chỉ có kỳ danh, mỗi một động tác rất nhỏ của cô ấy đều có thể nhìn ra được nỗ lực và khổ công của cô ấy tại phía sau sân khấu. Liễu Đan Thần mở miệng cất tiếng hét. Hiện trường sấm dậy tiếng vỗ tay, Hạng Thành cũng là một diễn viên nghiệp dư, ở dưới đài lớn tiếng kêu lên, giống như ông ta cũng là người trên sân khấu vậy.
Trương đại quan nhân là một người thường hoàn toàn triệt để, tuy rằng nghĩ liễu đan thần hát êm tai, thế nhưng hắn không biết cụ thể được ở nơi nào. Trong rất nhiều người ở đây đều như Trương Dương, như Viên Tân Dân, như Lương Khang đều là thường dân của kinh kịch, nhưng bọn họ vô cùng hưởng thụ vẫn đối với biểu diễn của liễu đan thần. Tiết lão là người trong nghề hàng thật giá thật, khi tiết mục Mộc Quế Anh đại phá thiên môn trận bắt đầu, Phó Hiến Lương đã cáo từ rời đi, Tần Hồng Giang đi tới ngồi bên cạnh tiết lão, cùng tiết lão nhìn biểu diễn trên sân khấu. Tiết lão nói, cô gái này hát không tồi. Tần Hồng Giang nói, là một ngôi sao mới nổi, tên thì tôi không nhớ rõ, bất quá tôi thấy qua biểu diễn của cô ấy. Tiết Thế Luân đưa Phó Hiến Lương trở về, ông ngồi xuống bên cạnh cha, nhìn thoáng qua vị trí của Cố Doãn Chi, phát hiện Cố Doãn Chi cũng không có rời đi, mà là cùng Tiêu Quốc Thành bình luận biểu diễn trên sân khấu. Ánh mắt của Tiết Thế Luân cũng không có đưa tới đáp lại của Cố Doãn Chi, Tiết Thế Luân ý thức được lời nói mới rồi của mình làm tức giận Cố Doãn Chi, cho nên ông ấy mới lựa chọn không nhìn mình. Nương theo tiếng nhạc trên sân khấu, đại chiến của Mộc Quế Anh và Tiêu Thiên Tá, làm cho nhiệt tình của khán giả toàn bộ dấy lên, tiếng vỗ tay tiếng hoan hô như thủy triều, càng lúc càng cao hơn. Hơn 10 võ sư sắm vai liêu binh quay chung quanh liễu đan thần triển khai xa luân chiến, hoa thương luân phiên đâm về hướng Mộc Quế Anh mà liễu đan thần sắm vai, liễu đan thần thi triển thế võ cả người, đem chiêu thức của đối phương nhất nhất hóa giải, hoặc đánh, hoặc đỡ, hoặc đá, hoặc móc. Một thân công phu tinh diệu đã khiến cho không ít khán giả hưng phấn, như Viên Tân Dân đã đứng dậy dùng sức vỗ tay. Mọi người ở đây hoa mắt thần mê, bỗng nhiên nghe được một tiếng vang quái dị, cái âm thanh này tuy rằng không lớn, thế nhưng cũng không giấu giếm được lỗ tai của Trương Đại Quan Nhân, hắn nghe ra là tiếng đạn bắn qua súng giảm thanh, nhanh chóng quay đầu đi, đã thấy đầu vai của Tiết Thế Luân, máu tươi từ vai ông ta không ngừng chảy ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ vai trái của ông ta. Hầu như là cùng một lúc, Tần Hồng Giang cũng có phản ứng, ông ta dùng thân thể bảo vệ Tiết Lão, nhưng mục tiêu ngày hôm nay hiển nhiên không phải Tiết Lão. Một gã liêu binh trên sân khấu bắn xong, giơ thương trong tay lên, nhắm ngay ngực của Tiết Thế Luân ném đi. Trong tiếng kinh hô, Liễu Đan Thần cũng đánh ra một thương, trường thương của cô ấy ở trên không đánh vào thân cây thương lao về phía Tiết Thế Luân, đầu mâu lệch khỏi quỹ đạo, đâm lên trụ trên đỉnh đầu của Tiết Thế Luân. Chương 1859, Huyết Sắc 2. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, tên võ sư ám sát Tiết Thế Luân không thành, xoay người bỏ chạy. Liễu Đan Thần nhấc chân nhặt hoa thương trên mặt đất, mâu đâm hướng mặt của hắn, tên võ sư phất tay đánh rơi thương, cũng không quay đầu lại bỏ chạy về phía sau đài. Liễu Đan Thần lá gan rất lớn, nổi giận quát nói, chạy đi đâu? Cô ấy gần tên sát thủ này nhất, thật ra trên sân khấu còn có vài võ sư khác, thế nhưng đừng thấy những võ sư này bình thường đều múa đao cầm thương. Gặp loại tràng diện này đều tránh không kịp. Liễu Đan Thần đuổi ra hậu trường nhưng phát hiện phía sau một người theo cũng không có. Tên võ sư kia cầm lên một cái ghế ném hướng Liễu Đan Thần, Liễu Đan Thần lắc mình tránh ra, trở tay rút ra hạo kỳ phía sau lưng, cầm như trường thương phóng tới hậu tâm của tên võ sư kia. Tên võ sư lắc mình tránh được, xốc màn che đang chuẩn bị lao ra đi, một đạo hàn quang phía trước phóng tới trước mặt, trong vội vàng, tránh cũng không thể tránh. Chỉ nghe tên võ sư phát ra một tiếng hét thảm, ngã xuống mặt đất. Liễu Đan Thần đi tới trước mặt hắn, thấy trên yết hầu của tên võ sĩ cắm một con dao, xuyên qua cổ họng hắn, lưỡi dao từ sau cổ lộ ra, máu tươi trong nháy mắt chảy khắp sàn. Trương Dương đúng lúc chạy tới hiện trường, vừa vặn thấy được tên võ sư kia bị giết chết. Thấy tình huống trước mắt Liễu Đan Thần lúc này mới cảm thấy có chút sợ, run giọng nói còn có những người khác. Trương Dương vượt qua thi thể của võ sư. Mở màn che ra, phía sau còn có người. Khủng hoảng cũng không duy trì liên tục lâu, bởi vì đột phát sự kiện ám sát, hiện trường tất cả khách tạm thời cũng không thể rời đi, cảnh sát đem tất cả cửa ra vào của Tử Kim Các đều phong tỏa lại. Từ tình huống hiện nay mà xem, mục tiêu ám sát cũng là Tiết Thế Luân, vạn hạnh trong bất hạnh là Tiết Thế Luân chỉ là bị thương một ít da thịt, không nguy hiểm cho sinh mệnh, thế nhưng lần này sự kiện ám sát đã đem thọ yến vui mừng của Tiết Lão dập tắt. Trên mặt của Tiết Lão không còn chút nào vui mừng. Quốc An cũng phái người, dù sao tại thọ yến của Tiết Lão phát sinh chuyện như vậy, rất có thể là sự kiện chính trị nghiêm trọng. Tần Hồng Giang đã tận mắt thấy Tiết Thế Luân bị bắn, ông ta cầm tay của Tiết Lão, cam đoan nói, Tiết Lão, ngài yên tâm, chuyện này tôi nhất định cho điều tra rõ ràng, yêu cầu bọn họ trong thời gian ngắn nhất phá án. Tiết Lão lắc đầu, thấp giọng nói, Hồng Giang, không cần, chỉ là một ngoài ý muốn nho nhỏ mà thôi. Ông chuyển hướng Tiêu Quốc Thành nói, Quốc Thành, giúp ta xin lỗi tất cả khách quý,
đưa mọi người rời đi. Tiêu Quốc Thành nói, cha nuôi, cảnh sát còn muốn điều tra. Tiết lão lạnh lùng nói, điều tra cái gì? Có cái gì điều tra, chúng ta đã rất thất lễ, nói cho bọn họ, nói là ta nói, không cần điều tra, đưa mọi người rời đi. Tiết Thế Luân cũng không đi bệnh viện, đạn cũng không có bắn trúng chỗ yếu hại, khi xe cứu thương đến, bác sĩ băng bó một chút, Tiết Thế Luân từ chối đề nghị đi đến bệnh viện quan sát. Ông trước tiên đi tới bên cạnh ba, Tiết lão thấy con trai không có việc gì, gật đầu, không nói một lời đứng dậy, đi ra bên ngoài. Tiết Thế Luân nói, ba. Tiết lão không để ý đến hắn, nhìn bóng lưng của ba, Tiết Thế Luân cố sức cắn cắn môi. Tiêu Quốc Thành đi tới bên cạnh thấp giọng nói, Thế Luân, lúc này đừng đi quấy rối ba, trước chuyện bên này xử lý trước rồi nói. Sát thủ đã chết đi, cho nên Trương Dương và Liễu Đan Thần hai người cuối cùng tiếp xúc với sát thủ thành đối tượng điều tra trọng điểm, nhất là Liễu Đan Thần. Trương Đại Quan Nhân sau khi đem tất cả mình thấy nói xong, phát hiện Liễu Đan Thần còn bị điều tra. Liễu Đan Thần kết thúc điều tra chậm hơn 10 phút so với hắn. Khi đi ra thấy Trương Dương, cô ấy cũng là vẻ mặt phiền muộn, bọn họ sao như vậy? Làm như đem tôi trở thành đồng bọn của sát thủ. Trương Dương cười nói, thật ra thì nếu coi cô trở thành đồng bọn của sát thủ thì sẽ không thả cô đi ra. Liễu Đan Thần nói, không ngờ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Trương Dương thấy Cố Doãn Chi và Cố Dưỡng Dưỡng phía trước cùng nhau đi tới, hắn nhanh chóng nghênh đón, nhẹ giọng ân cần thăm hỏi nói, ba, ba không có việc gì chứ. Cố Doãn Chi lắc đầu, thấp giọng nói, Trương Dương, ba và Dưỡng Dưỡng đi trước, có cái gì, chờ ngày mai rồi nói. Trương Dương gật đầu. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn hắn một cái nói, em và ba đi Họa Gia thôn ở. Trương Dương cười nói, chờ chuyện bên này bận xong, anh đi tìm các người. Cất bước tiễn cha con Cố Doãn Chi, Trương Dương trở lại bên cạnh Liễu Đan Thần, mỉm cười nói, cô đi về nghỉ ngơi trước đi. Liễu Đan Thần lắc đầu nói, bọn họ nói tôi tạm thời không thể đi, quay đầu lại còn tìm tôi. Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, đầu năm nay thật đúng là không thể làm chuyện tốt ngược lại gặp phải một thân phiền phức. Liễu Đan Thần nghe hắn nói như vậy không khỏi nở nụ cười, cũng may có người lý giải tôi. Trương Dương nói, không phải lý giải cô, là đồng bệnh tương liên, vừa rồi đám người kia cũng nói như vậy với Huyền. Hai người nhìn nhau cười. Phùng Cảnh Lượng sầu mi khổ kiểm đi tới, muốn nói ngày hôm nay người phiền muộn nhất hẳn là gã, vụ án nổ súng xảy ra tại Tử Kim Các, chuyện này tuy rằng là nhằm vào Tiết Thế Luân, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ đối với tạo thành ảnh hưởng sinh ý của gã. Lúc đầu nghĩ hắn thông qua phương thức này hưởng chỗ tốt của Tiết lão, nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện, tin tưởng chuyện này rất nhanh sẽ truyền ra, nếu như đám quan to hiển quý kinh thành nghe nói ở đây xảy ra án đấu súng, ai còn nguyện ý tới Tử Kim Các ăn. Phùng Cảnh Lượng nói, tôi sáng mai nhất định phải đi thắp hương, gần đây không được tốt. Trương Dương an ủi gã nói, có thể sẽ có một chút ảnh hưởng, bất quá qua một thời gian sẽ không sao, dân chúng cũng là có bệnh hay quên. Từ Kiến Cơ cùng Tiết Vĩ Đồng đã đi tới, Tiết Vĩ Đồng tức giận đến mặt mũi trắng bệch, trên thọ yến của ông nội lại có thể phát sinh chuyện như vậy, bộ mặt của Tiết gia để ở đâu? Tiết Vĩ Đồng căm giận nhiên nói, nếu như để cho tôi tra được ai làm chuyện này tôi tuyệt không tha cho hắn. Trương Dương nói, chú Tiết bình an là tốt rồi, hiện tại sát thủ đã chết, chết không đối chứng, em quay đầu lại hỏi ba em một chút, ông ấy rốt cuộc kết thù với ai, muốn ra tay tại thọ yến của Tiết lão như thế. Tiết Vĩ Đồng nói, ba em kinh thương nhiều năm như vậy đắc tội với người cũng là khó tránh khỏi. Từ Kiến Cơ kêu Viên Tân Dân đến đây, khiến cho hắn đưa Tiết Vĩ Đồng trở về, Tiết gia đã trải qua chuyện này khi, ai ai đều rối loạn, bọn họ hiện tại cần nhất cũng là bình phục tâm tính. Liễu Đan Thần để lại phương thức liên lạc, rốt cục có thể cùng đồng sự của kinh kịch viện rời đi. Trương Dương, Từ Kiến Cơ, Lương Khang cũng không có lập tức rời đi, đã bị ảnh hưởng của chuyện này không chỉ có là Tiết gia. Phùng Cảnh Lượng là một người vô tội bị lan đến, làm không tốt Tử Kim Các của bài từ nay về sau thì xong. Từ Kiến Cơ đề nghị cùng đi quán ba uống rượu, thật ra là muốn trợ giúp Phùng Cảnh Lượng giải sầu. Phùng Cảnh Lượng nói, đừng đi xa, trên đường có một quán không tồi. Vài người cùng nhau rời đi Tử Kim Các, đi qua chỗ vừa rồi sát thủ bị giết, máu tươi trên mặt đất tuy rằng đã qua xử lý, vẫn có thể thấy rõ ràng huyết sắc. Phùng Cảnh Lượng cắn cắn môi, tất cả tư vị nảy lên trong lòng. Quán nhỏ theo như lời của Phùng Cảnh Lượng tại ngõ nhỏ đối diện Tử Kim Các, bốn người ngồi xuống, gọi mấy phần ăn, Lương Khang mở một chai rượu, còn rót đầy cho ba người. Phùng Cảnh Lượng nâng ly rượu, không nói một lời uống cạn sạch. Trương Dương nói, Phùng ca, đừng uống một mình,
uống rượu cũng không nói một tiếng. Từ Kiến Cơ nâng ly rượu nói, chúng ta cùng nhau uống, thật ra thì, chuyện trên đời này đều là phúc này thì họa kia, họa này thì phúc kia, chuyện tốt có thể biến thành chuyện xấu, tự nhiên chuyện xấu là có thể biến thành chuyện tốt. Chương 1860, Huyết sắc 3. Lương Khang nói, chú Tiết rốt cục đắc tội người nào? Ám sát ông ấy tại Thọ Yến Tiết Lão. Từ Kiến Cơ và Trương Dương lúc đầu cũng không muốn nhắc tới chuyện này, cho nên bọn họ không có tiếp lời. Phùng Cảnh Lượng nói, hay là không nhất định là ông ấy đắc tội người, nếu như ông ấy đã chết, người thương tâm nhất khẳng định là người nhà của ông ấy. Vài người đều im lặng xuống, Phùng Cảnh Lượng nói không sai, ám sát Tiết Thế Luân chưa chắc là kẻ thù của ông ấy, chuyện này biểu hiện ra nhìn là nhằm vào Tiết Thế Luân, kỳ thật phía sau rốt cuộc là nhằm vào ai. Trùng hợp chính là, ngày hôm nay rất nhiều nhân vật thực quyền quan trọng đều vắng họp, lẽ nào bọn họ sớm có dự kiến. Cái loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng phía sau sự kiện đêm nay khẳng định là sương mù dày đặc. Trương Dương nói, chuyện như vậy chúng ta nếu nhìn không thấu thẳng thắn không bình luận, uống rượu tốt nhất. Từ những lời này của Trương Dương, là có thể đủ nhìn ra thằng nhãi này ở trong quan trường thật sự không có ngồi chơi, quả thật tiến bộ rất nhiều. Từ Kiến Cơ nói, Trương Dương nói đúng, mấy người chúng ta uống rượu là tốt rồi, về phần xảy ra chuyện gì, binh đến tướng cản, nước đến đất dâng, căn bản không cần phải chúng ta đi quan tâm, thật ra cho dù chúng ta muốn quan tâm cũng là quan tâm uổng phí, không được bất luận tác dụng gì. Tiết gia lúc này bao phủ trong bầu không khí tối tăm, Tiết Lão khi về nhà cũng không có nhiều lời, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiết Thế Luân về nhà vốn định tìm ba nói chuyện, thế nhưng nghe nói ba đã nghỉ ngơi, chỉ có thể buông tha cái suy nghĩ này. Tiết Vĩ Nồng và Tiêu Quốc Thành cùng nhau về đến nhà, thấy ba, cô ấy cuống quýt đi qua, ba không có việc gì chứ. Tiết Thế Luân cười lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là một ít bị thương ngoài da. Ông ôm đầu vai của con gái nói, bận một ngày, con cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước đi, ba và Tiêu bá bá của con có chút việc cần. Tiết Vĩ Nồng gật đầu, đứng dậy rời đi. Tiết Thế Luân cũng không có nói chuyện cùng Tiêu Quốc Thành tại phòng khách, mà là đi tới phòng sách. Tiêu Quốc Thành đóng cửa phòng sách, Tiết Thế Luân chỉ gói thuốc trên bàn. Tiêu Quốc Thành mở gói thuốc rút ra một điếu xì gà, đưa cho Tiết Thế Luân một điếu, còn mồi giúp ông, tự mình lấy một điếu. Tiết Thế Luân hút một hơi xì gà, ngửa đầu tựa ở ghế dựa, thấp giọng nói, nếu như khiến cho tôi điều tra ra chủ mưu phía sau, tôi khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Tiêu Quốc Thành cũng hút một hơi, thở dài nói, Thế Luân, tôi đã sớm khuyên qua anh, căn bản không nên làm Thọ Yến. Tiết Thế Luân nói, Quốc Thành, cậu nghĩ rằng tôi là nhất thời. Hay là muốn đi qua phương thức này hướng lão gia tử biểu đạt hiếu tâm của tôi? Tiêu Quốc Thành nói, tôi càng ngày càng đoán không ra suy nghĩ của anh. Tiết Thế Luân nói, tôi căn bản là không có suy nghĩ dư thừa, những năm gần đây, tôi vẫn đều dốc sức làm tại hải ngoại, quên quan tâm đối với lão gia tử, mắt thấy ông ấy ngày một già đi, vô luận chúng ta thừa nhận hay phủ nhận, thời gian của ông trên đời này đã không nhiều. Lúc ông sinh thời, tôi chỉ muốn làm chút gì, khiến cho ông hài lòng, khiến cho ông vui vẻ. Tiêu Quốc Thành nói, nhưng thoạt nhìn không như mong muốn. Tay phải của Tiết Thế Luân vô thức rơi vào vai trái của mình, một súng này nhắm vào không chỉ có là tôi, mà là Tiết gia chúng ta. Tiêu Quốc Thành lắc đầu nói, lão gia tử đã lui, ông đối với người khác đã không có bất luận uy hiếp. Tiết Thế Luân nói, cậu cho rằng ám sát ngày hôm nay là nhằm vào tôi. Tiêu Quốc Thành thở dài nói, có mặt trời mọc thì có mặt trời lặn, có mở màn thì có bế mạc, không ai tốt ngàn ngày, không hoa nở trăm ngày, anh thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, đây đều là ý nghĩ của tôi. Tiết Thế Luân nhếch miệng không có trả lời. Tiêu Quốc Thành nói, chuyện của anh, tôi không muốn bình luận nhiều, buổi tối ngày hôm nay, bỗng nhiên khiến cho tôi thấy được anh năm đó, mọi việc đều muốn tranh, không chịu thua. Tiết Thế Luân nói, giang sơn dễ đổi. Lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ lên, Tiết Thế Luân hơi ngẩn ra, đã trễ thế này, có rất ít người sẽ đến cắt đứt nói chuyện giữa của bọn họ, lẽ nào lại có chuyện quan trọng phát sinh. Tiêu Quốc Thành xoay người đi mở cửa, nhưng phát hiện Tiết Lão mặc áo ngủ đứng ở ngoài cửa, ông cuống quýt đỡ cánh tay Tiết Lão, ba nuôi, sao ba lại đến. Tiết Thế Luân cũng nhanh chóng đứng lên, cùng Tiêu Quốc Thành nâng ba ngồi xuống vị trí của mình. Tiết Lão thấp giọng nói, Quốc Thành, cô đi nghỉ ngơi đi. Ba có vài lời muốn cùng Thế Luân. Tiêu Quốc Thành gật đầu, hướng Tiết Thế Luân gật đầu, rời khỏi phòng. Tiết Thế Luân đứng ở trước mặt của ba không có mở miệng khiến cho ông ngồi, ông không dám ngồi.
Tiết lão nhìn đầu vai quấn lấy băng vải của con trai, trong ánh mắt toát ra vài phần thương tiếc, có đau hay không? Tiết Thế Luân cười nói, bị thương da thịt, lúc này đã không đau. Tiết lão nhìn thoáng qua cái ghế đối diện, ngồi đi. Tiết Thế Luân lúc này mới ngồi xuống đối diện ông, nhẹ giọng nói, ba, ngày hôm nay thật sự là xin lỗi, con không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, làm hỏng thọ yến của ba. Tiết lão thản nhiên nói, trên đời này chưa bao giờ có chuyện thập toàn thập mỹ, có chút khuyết điểm, cũng không phải chuyện xấu. Tiết Thế Luân nói, con thật sự rất xấu hổ, lớn như vậy, còn làm cho ba thêm tâm tư. Tiết lão nói, ba cẩn thận suy nghĩ, cả đời này ba mọi việc đều tận lực làm không thẹn với lương tâm, thọ yến ngày hôm nay khiến cho ba rõ ràng một cái đạo lý, bằng hữu chân chính của ba cũng không nhiều như trong tưởng tượng, thế nhưng, ba tựa như cũng không có kẻ địch hận ba thấu xương, muốn giết chết mình. Tiết Thế Luân lẳng lặng nhìn ba, ông biết lúc ba nói không thích người khác ngắt lời. Tiết lão nói, nếu như không phải là kẻ địch của ba, như vậy một súng này cũng là nhằm vào con, thế nhưng muốn giết ngươi, vì sao lại chọn tại thọ yến của ba? Muốn cho ba thấy con mình chết ở trước mặt, với phương thức như vậy đưa cho ba một phần thọ lễ khiến cho ba thống khổ. Cái này là hận ba, hay là huyết hải thâm cừu thế nào? Ba nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra có một người như vậy. Tiết Thế Luân nói, ba đừng suy nghĩ nhiều, chuyện tình nhất định sẽ tra ra manh mối. Tiết lão gật đầu nói, ba tin tưởng, Thế Luân, con bình an vô sự ba rất hài lòng, thật ra người nhà của chúng ta bình an, đã là lễ vật tốt nhất trời cao đưa cho ba. Tiết Thế Luân cắn cắn môi, nói, ba, xin lỗi, khiến cho ba lo lắng. Tiết lão lại đột nhiên biến đổi, ngày hôm nay con ở trước mặt của Doãn Chi nói ra chuyện của Giai Đồng, rốt cục là dụng tâm gì? Tiết Thế Luân nói, ba không có dụng tâm gì. Tiết lão lắc đầu nói, Doãn Chi là một người tốt, năm đó các người đi vào, con đã làm sai chuyện, hắn ngăn con lại là vì tốt cho con, không ngờ rằng con vẫn ghi hận hắn đến bây giờ. Tiết Thế Luân cười nói, ba cho rằng lòng dạ của con hẹp hòi như thế. Tiết lão lại lắc đầu nói, lòng dạ ích huyền thế nào ba không làm bình luận, có câu con chớ quên, biết rõ con không ai khác ngoài ba, thân là ba của con. Nếu như ba một chút đều không biết, ba quá mất thất bại, lúc trước con phạm vào sai lầm, thật ra con hoàn toàn có thể tiếp tục ở lại làm quan, thế nhưng con không có, con tâm cao khí ngạo, cho nên đi xa hải ngoại, con cho rằng là Doãn Chi có lỗi với con, cho rằng hắn hủy diệt con đường làm quan của con, nếu như không phải hắn vạch trần chuyện con tham ô công khoản. Thành tựu hôm nay của con tuyệt không thua người cùng lứa. Tiết Thế Luân gật đầu nói, phải, con quả thật hận hắn, nhưng cái này đều là chuyện tình quá khứ. Lúc trước nói tôi tham ô công khoản, tôi vì cái gì? Cũng không phải vì mình, còn không phải là vì kinh tế của thành phố, con chưa bao giờ nghĩ tới sẽ từ trung gian kiếm tiền lời. Con là con trai của ba, con muốn một ngày kia trở thành một người giống như ba, ánh mắt của con không thiển cận như vậy. Chương 1861, huyết sắc 4. Tiết lão nói, Doãn Chi là một người chính trực, hắn đem chuyện của con nói cho ba biết, dụng ý cũng không phải muốn nhằm vào con. Mà là muốn cứu lại con. Tiết Thế Luân cười ha hả nói, chuyện tình trôi qua nhiều năm như vậy, con không muốn nhắc lại. Tiết lão cả giận nói, con quả nhiên còn đang ghi hận hắn, năm đó là ba quyết định xử phạt con, Doãn Chi vẫn đều biện hộ cho con nhưng con lại đem món nợ này tính lên đầu của hắn. Con hận hắn, ngày hôm nay tại trước mặt nhiều người như vậy, con không hề phong độ vạch trần vết sẹo trong lòng người khác, lẽ nào con không cảm thấy thẹn? Mặt ba cũng đỏ lên vì hành vi của con. Tiết Thế Luân nói, ba vẫn có phiến diện với con. Tiết lão vỗ bàn một chút, phiến diện, ba cho rằng trải qua nhiều năm như vậy con hẳn là sẽ trưởng thành nhưng con vẫn không thay đổi, con đem nỗi nhục của mình tất cả đều quy kết cho người khác, con có nghĩ tới hay không? Năm đó ai bắt con nhất định phải rời chính đàn, bỏ chính theo thương là lựa chọn của con, trừ con ra, không có bất luận kẻ nào cần phụ trách vì sai lầm của con. Tiết Thế Luân nói, ba đừng nóng giận. Nếu như ba cho rằng ngày hôm nay con nói sai, đã làm sai, ngày mai con có thể đi xin lỗi cố Doãn Chi. Tiết lão thở dài nói, ba vốn không tán thành con làm cái thọ yến này, ngày hôm nay bắn con một súng làm ba hoàn toàn giật mình tỉnh giấc. Thế Luân, ba già rồi, không còn là ba năm đó, con cũng không nhỏ, không còn là con năm đó, mất đi cũng là mất đi, vì sao không thừa nhận hiện thực, vì sao không chấp nhận, con rốt cuộc muốn làm cái gì? Qua lần thọ yến này con muốn chứng minh cái gì? Tiết Thế Luân nói, ba, con không có bất luận động gì cơ, con cũng là muốn mừng thọ cho ba, để ba được vui vẻ.
mấy đứa bình an cũng là hạnh phúc lớn nhất của ba. Tiết Thế Luân nói, ba, con rõ ràng. Tiết lão chậm rãi đứng lên, Tiết Thế Luân muốn đi nâng ông, Tiết lão khoát tay áo biểu thị muốn tự mình đi. Tiết lão đi ra ngoài cửa, trở tay đóng cửa phòng lại, sau đó từ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài thật dài. Nội tâm của ông chưa bao giờ giống trầm trọng như hiện tại, ông nói không ra là nguyên nhân gì, đi hai bước, Tiết lão tựa như nhớ tới cái gì, ông lại xoay người đi hướng phòng của cháu gái, đi tới ngoài cửa phòng của Tiết Vĩ Đồng, thấy bên trong vẫn đang sáng đèn, ông đưa tay muốn gõ cửa phòng, thế nhưng ngón tay khi sắp chạm đến cửa phòng lại do dự. Trước mắt ông hoa lên, dường như lại nhớ tới đại đường của Thọ Yến. Thấy thân bằng hảo hữu xúm lại xung quanh ông ăn mừng kính rượu, Tiết lão cười cười, ông thấy được thọ tự đỏ tươi kia, đỏ như máu, chói mắt tới cực điểm, bức bách ông phải nhắm hai mắt lại, chăm chú nhắm hai mắt lại, tất cả trước mắt đột nhiên biến mất, biến thành bóng tối một chút cũng không thấy, ông lại muốn mở mắt, nỗ lực đuổi đi cái bóng tối này, thế nhưng vô luận ông nỗ lực thế nào, đều không thể mở hai mắt. Lẽ nào, mình muốn ngủ sao? Tiết lão nghe được âm thanh của mình quanh quẩn trong vắng vẻ. Sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống. Lúc Trương Dương chạy tới Tiết gia, Tiết lão đã vĩnh biệt cõi đời, lão gia tử đi rất bình an, vô thanh vô tức, thậm chí không có đánh thức cháu gái của mình, mãi đến khi Tiết Thế Luân từ phòng sách đi ra, mới phát hiện ba ngã xuống trước cửa phòng con gái, chờ ông gọi nhân viên y tế tới, ba đã ngừng thở tim ngừng đập từ lâu. Trương Dương giữ mạch môn của Tiết lão, thử dùng chân khí càn quét sinh cơ trong cơ thể ông, đến cuối cùng, vẫn thất vọng, Trương Dương lắc đầu. Đối với Tiết Vĩ Đồng còn ôm có một tia hy vọng cuối cùng ông nội phục sinh lúc này tinh thần hoàn toàn tan vỡ, cô ấy bật khóc òa lên một tiếng. Tiết Thế Luân ôm con gái, lúc này cũng không nhìn được hai mắt đỏ lên, ba đi không hề có dấu hiệu, vừa rồi tại phòng sách nói chuyện với ông còn tốt, sao đột nhiên đi không báo một tiếng. Ngày hôm nay đối với người Tiết gia mà nói đã định trước là một ngày khó quên, đầu tiên là vui mừng làm mừng thọ cho Tiết lão, nhưng không ngờ rằng tại Thọ Yến xảy ra chuyện ám sát Tiết Thế Luân. Tiết Thế Luân đại nạn không chết, may mắn tránh được một kiếp, lúc đầu cho rằng chuyện tình đã kết thúc, nhưng không ngờ rằng Tiết lão bất hạnh ly thế tại ngày hôm nay. Tiết lão rời đi khiến cho Trương Dương cũng thắng thổn, hắn trị bệnh nan y của Tiết lão, nhưng không cách nào vãn hồi sinh mệnh của Tiết lão, tràng cảnh trước mắt khiến cho hắn không khỏi nhớ tới Sở Trấn Nam, tất cả cái này sao mà tương tự. Ứng với yêu cầu của Tiết gia, tất cả chuyện Tiết lão ly thế đều tạm thời giữ im miệng không nói. Do Tiết Thế Luân tự mình tuyên bố tin tức này. Tiêu Quốc Thành và Trương Dương cùng nhau đi tới trong viện, bởi vì Tiết lão ly thế, tâm tình của hai người đều rất trầm trọng, Tiêu Quốc Thành thấp giọng nói, tôi đã sớm khuyên qua hắn, không nên làm Thọ Yến. Ông ít có biểu hiện phẫn nộ ra như vậy, ông hiển nhiên đem chuyện này đổ lỗi tới trên người của Tiết Thế Luân, theo Tiêu Quốc Thành xem ra, chính là Thọ Yến này, tạo thành tâm lý cực lớn cho Tiết lão, sau khi Tiết Thế Luân bị bắn càng khiến cho Tiết lão bị kích thích cực lớn. Cho nên mới phát sinh bi kịch như vậy. Trương Dương nói, Tiết lão đi rất bình an, thật ra chuyện này ai cũng không ngờ. Tiêu Quốc Thành thở dài, tôi còn đáp ứng lão gia tử, ngày kia cùng ông ấy đi Hương Giang, quan sát chuyện kia, nhưng không ngờ rằng, chung quy không chờ đến lúc đó được huyền. Trương Dương nói, chú Tiêu nén bi thương. Chuyện Tiết lão qua đời rung động toàn bộ kinh thành, sáng sớm hôm sau, mưa phùn kéo dài, khí trời âm trầm càng thêm vài phần sầu bi. Kiều lão và Chu lão vẫn chưa xuất hiện tại Thọ Yến của Tiết lão, hai người cùng đến đây phúng viếng. Bọn họ là nhóm bạn trong thời đại cũ, bạn nối khố rời đi nhân thế ùn ùn, thế nhưng Tiết lão rời đi vẫn gây cho hai người rung động rất lớn. Ngày hôm qua hai người không hẹn mà cùng vắng mặt tại Thọ Yến của Tiết lão, nhưng không ngờ rằng, Tiết lão rời khỏi nhân thế tại tối hôm qua, nhớ tới không thể gặp mặt Tiết lão một lần khi còn sống, trong lòng hai người đều có chút khó chịu. Khi Kiều lão và Chu lão hiện thân tại Tiết gia, Tiết Thế Luân và đại ca nhanh chóng đi ra đón chào, con mắt của hai người đều có chút sưng lên. Kiều lão cầm tay của Tiết Thế Luân nói, Thế Luân, nén bi thương thuận biến. Táng Thế Luân nức nở nói, chú Kiều, ba con đi quá đột nhiên. Kiều lão gật đầu, biểu tình bi thương nói, ta đều chưa kịp thấy ông ấy lần cuối cùng, cái này trong lòng, khó chịu. Chu lão và Kiều lão đều có cảm giác như nhau, hai người cùng anh em Tiết Thế Luân đi đến linh đường, kính hiến vòng hoa cho người bạn năm xưa này. Cũng cúi đầu thật sâu, không chỉ có là vì cáo biệt, cũng là vì biểu đạt ngày hôm qua không thể đến Thọ Yến mà áy náy. Sau khi nắm tay an ủi người Tiết gia, Chu lão và Kiều lão được an bài đến phòng trong nghỉ ngơi. Ở đây, bọn họ gặp được Trương Dương và Từ Kiến Cơ, Kiều lão hướng Trương Dương vẫy vẫy tay, Trương Dương đi qua hô Kiều lão, Chu lão, các ngài cũng tới.
Chu lão thở dài một hơi, Kiều lão nói, nghe được tin tức thì chạy đến, không ngờ rằng đột nhiên như thế. Trương Dương nói, tối hôm qua lúc con chạy tới, Tiết lão cũng đã rời khỏi nhân thế, lúc buổi tối, lão gia tử cũng còn tốt, không ngờ rằng đột nhiên thì. Chu lão đạo, tới độ tuổi của chúng tôi, ai cũng không biết mình phải đi lúc nào, đi bình an là tốt rồi, không cần bao lâu, những ông già chúng tôi còn có thể gặp nhau. Tới tuổi tác của bọn họ, đối với cái chết đã thấy nhạt, trong lòng đều rõ ràng sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên mà bất luận kẻ nào đều không chạy trốn được, tuy rằng bọn họ có thể thản nhiên đối mặt, thế nhưng bi thương trong lòng vẫn là khó tránh khỏi. Từ Kiến Cơ nói, con vừa gọi điện thoại cùng Hưng Quốc ca, hắn đã gấp trở về. Chu lão gật đầu, các người và Vĩ Đồng đã có tầng quan hệ kia, thì phải làm tôn nhi chi lễ, đưa tiễn cho Tiết lão. Trương Dương nói, Chu lão yên tâm, bọn con sẽ hỗ trợ tối đa. Kiều lão nói, đi thôi, như thế này sẽ có rất nhiều người đến đây, chúng ta đừng ở chỗ này cho bọn họ thêm phiền. Hai người đứng lên, Trương Dương và Từ Kiến Cơ đưa bọn họ đến ngoài cửa lớn, Tiết Thế Luân nghe nói hai lão phải đi, cũng nhanh chóng đi ra đưa tiễn. Chương 1862, chân tướng 1. Ngày này, người đến Tiết gia phúng viếng nối liền không dứt, vợ chồng Văn Quốc Quyền, vợ chồng Phó Hiến Lương, Kiều Trấn Lương, cha Tấn Nam. Nhân vật phong vân của chính đàn trong nước đều đến, lực ảnh hưởng chính trị trong nước của Tiết lão có thể thấy được. Trương Dương lo lắng nhất vẫn là thân thể của Tiết Vĩ Đồng, hắn cho phòng bếp nấu cháo, đưa cho Tiết Vĩ Đồng. Tiết Vĩ Đồng từ tối hôm qua vẫn khóc tới hiện tại, lúc này nước mắt đã chảy khô, nhìn chén cháo Trương Dương đưa qua, lắc đầu nói, em không muốn ăn, cái gì đều không muốn ăn. Trương Dương nói, cho dù là khóc cũng phải ăn no mới có khí lực khóc, Tiết lão dưới suối vàng có biết. Nếu như thấy em không thương thân thể của mình như thế, ông nhất định sẽ không vui vẻ. Nghe được Trương Dương nhắc tới ông nội, Tiết Vĩ Đồng mũi cha xót, nhưng không có nước mắt chảy ra, một bên Từ Kiến Cơ nói, Vĩ Đồng, em nghe chúng ta khuyên một câu, nhanh chóng ăn cơm đi, hiện tại tất cả mọi người bận rộn chuyện hậu sự của Tiết lão, nếu như em ngã bệnh, chẳng phải là còn muốn phân ra tinh lực chiếu cố em. Tiết Vĩ Đồng rốt cục gật đầu, tiếp nhận chén cháo. Viên Tân Dân từ bên ngoài đi đến. Hắn bám vào bên tai của Trương Dương nói một câu, thì ra là bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành và thị trưởng Cung Hoàn Sơn tới, Tiết Thế Luân khiến cho Trương Dương đi qua tiếp đãi một chút. Trương Dương đi tới linh đường, thấy Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn vừa cúi lại đi ra, mắt của Hạng Thành đục đỏ ngầu, hiển nhiên vừa rồi đã khóc, Cung Hoàn Sơn tuy rằng không khóc, thế nhưng vẻ mặt uể oải, ngũ vị hiện tại trong lòng của thằng nhãi này toát ra toàn bộ, vốn dĩ trông cậy theo Hạng Thành đi tới kinh thành, tốt xấu có thể tạo quan hệ với Tiết gia. Nhưng không ngờ rằng lần này không chỉ tham gia thọ yến của Tiết lão, ngay cả lễ tang cũng vượt qua, Tiết lão qua đời, ý nghĩa chỗ dựa vững chắc lớn nhất của Hạng Thành đã không có. Ngay cả Hạng Thành còn không có chỗ dựa vững chắc, càng không nói đến ông một người muốn dựa vào sắc mặt của Hạng Thành mà hành sự. Cung Hoàn Sơn cảm giác được mình đã không còn tiền đồ, ngày hôm nay theo đến đây phúng viếng, cũng là đi theo hình thức, nếu như ngày hôm qua tham gia thọ yến, ông vẫn là đầy hy vọng, ngày hôm nay cũng là hoàn toàn tuyệt vọng. Trương Dương phụ trách mang Hạng Thành bọn họ đi nghỉ ngơi. Hạng Thành lấy ra khăn tay xoa xoa mũi, âm thanh khàn khàn nói, Tiết lão đi quá đột nhiên. Ông ấy là thật tâm bi thương, năm đó tại 10 năm hạo kiếp ông có đi qua Tiết lão đối với ông cũng là ân trọng như núi, không có Tiết lão, ông sẽ không đi tới vị trí hôm nay. Ở trong lòng ông, từ đầu đến cuối đem Tiết lão trở thành bậc cha chú của mình. Trương Dương nói, Tiết lão khổ cực nhiều năm như vậy, quá mệt mỏi. Cho nên, hắn không có đem nói cho hết lời, trong lòng cũng vô cùng khổ sở. Hạng Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hai ngày nay có thể khổ cực các người. Trương Dương nói, Hạng Bí Thư, tôi vừa gọi điện thoại quay về Tân Hải, đem chuyện tình dặn dò một chút. Có thể muộn một chút mới có thể trở lại. Hạng Thành nói, lưu lại an tâm hỗ trợ đi, tôi cũng ở vài ngày mới trở lại, nói thế nào đều phải đưa đoạn đường cuối cùng của Tiết lão. Nói những lời này lúc, viền mắt lại nóng lên. Thật sự tuôn ra nước mắt lưng tròng. Thấy Hạng Thành biểu hiện như thế, Trương Dương sinh ra vài phần hảo cảm đối với ông ấy, Hạng Thành dù sao vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa. Cung Hoàn Sơn từ đầu đến cuối không nói, trong lòng ông ấy không phải khổ sở, là uể oải, thiếu ủng hộ của Tiết lão, ông ta lấy cái gì đấu cùng Cung Kỳ Vĩ. Ông thậm chí dự kiến, Tiết lão chết là một người quả bom. Không chỉ là ông, ngay cả địa vị chính trị của Hạng Thành tại Bắc Cảng cũng sẽ không ngừng giảm xuống. Ông không có khả năng ở lại kinh thành chờ đưa đoạn đường cuối cùng Tiết lão của,
một không có giao tình, hai không cần thiết. Hạng Thành nói, Hoàn Sơn, buổi chiều ông đi về trước đi, không có khả năng hai người đều ở lại. Cung Hoàn Sơn gật đầu. Khiến cho Trương Dương không ngờ rằng chính là, Cố Doãn Chi cũng không có tự mình đến đây phúng viếng. Mà là khiến cho Dưỡng Dưỡng đại biểu ông đến đây đưa vòng hoa, chuyện này theo Trương Dương xem ra không tầm thường, hắn gọi Cố Dưỡng Dưỡng vào chỗ yên lặng, hỏi rốt cuộc xảy ra cái gì. Cố Dưỡng Dưỡng nói, ba em bị bệnh, tối hôm qua đi bệnh viện truyền nước. Ba vốn là muốn tự mình tới, là em không cho tới. Trương Dương nói, có nặng hay không? Có cần anh đi qua coi hay không? Cố Dưỡng Dưỡng lắc đầu nói, không cần, ba dặn dò, cho anh an tâm ở chỗ này hỗ trợ, lúc lễ truy điệu, ba sẽ đi qua. Tiết lão rời đi, khiến cho những người bạn cũ của ông ấy đều cảm giác được nhân sinh luôn thay đổi, cũng thức tỉnh suy tư của không ít người, không ai biết mình ngày nào sẽ đi, tới loại tuổi tác của bọn họ, nhất định phải muốn lo lắng chuyện hậu sự. Cái gọi là chuyện hậu sự, không ngoài gia sự và quốc sự, nếu đã từ trên địa vị cao lui ra, quốc sự đã có dặn dò, làm phức tạp bọn họ chỉ có gia sự. Kiều lão lúc này đang đứng trong phức tạp như vậy, ông hy vọng gia đình của mình có thể tốt đẹp, hy vọng con cháu của mình có thể vây bên cạnh mình, cùng chung thiên luân chi nhạc, nhưng hiện thực ẩn nữa nói cho ông, hy vọng vĩnh viễn chỉ có thể là hy vọng. Trong khí trời mưa dầm, tâm tình của con người sẽ bị ảnh hưởng một ít. Tiết lão rời đi càng làm cho Kiều lão sản sinh một loại cảm thán cuộc đời thật ngắn ngủi. Sau khi tạm biệt Chu lão, Kiều lão ngồi ở trong ô tô, yên lặng suy tư, thời gian thuộc về bọn họ đã không nhiều lắm. Ông hẳn là nên lợi dụng thời gian có hạn này vì gia đình làm chút gì. Con đường làm quan của con trai một lần nữa đi lên quỹ đạo, thế nhưng gia đình của con trai không thể nghênh đón mùa xuân như sự nghiệp. Kiều bằng cử đi nước Mỹ gây dựng sự nghiệp. Mà Mộng Viện bởi vì mẹ chết nên ngăn cách của hai cha con tựa như càng ngày càng sâu. Làm thế nào kết hợp vết rách của hai cha con bọn họ, đối với Kiều lão mà nói đã trở thành việc cấp bách. Bên trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại di động, cái số điện thoại di động này có rất ít người biết, bình thường ngoại trừ người nhà cũng có rất ít người gọi đến. Cảnh vệ viên tiếp điện thoại, sau khi nghe xong, có chút do dự nhìn Kiều lão nói, Kiều lão, tìm ngài, nói là con dâu của ngài. Kiều lão hơi ngẩn ra, chẳng lẽ là con dâu hai? Trong ấn tượng của ông, cô ấy còn chẳng bao giờ gọi điện thoại cho mình, Kiều lão gật đầu, ý bảo cảnh vệ viên đem điện thoại giao cho mình, thấp giọng nói, alo. Bên trong truyền ra một giọng nữ âm trầm, là tôi. Kiều lão nói, xin lỗi, tôi hình như không nghe ra là ai. Tôi là Mạnh Truyền Mỹ. Chương 1863, chân tướng 2. Kiều lão nhíu nhíu mày, cái điện thoại này tương đối buồn chán, Kiều lão là một người vô thần. Tuy rằng ông không tận mắt thấy di thể con dâu, thế nhưng ông tin tưởng Mạnh Truyền Mỹ quả thật đã chết. Kiều lão nhìn quen sóng gió cũng không có biểu hiện ra nhiều kinh ngạc, thấp giọng nói, có chuyện gì? Tôi chết, tôi là bị con trai ông hại chết, tôi chết không nhắm mắt, gọi cú điện thoại này, tôi là muốn nói cho ông chân tướng sự thật. Kiều lão nói, tôi không có hứng thú biết, ông chuẩn bị cúp điện thoại. Đối phương thét to, Mộng Viện không phải cháu gái của ông. Tay của Kiều lão run rẩy một chút. Ánh mắt sắc bén của ông trong nháy mắt ảm đạm xuống, thế nhưng giọng điệu của ông vẫn đang duy trì trấn định thường ngày, nói xong. Tôi có chứng cứ, ông đi tìm bưu kiện ngày hôm nay, bên trong có một phần bưu kiện đến từ Kinh Sơn, bên trong có bằng chứng ông cần, Mộng Viện không phải cháu gái của ông, con trai ông đã sớm biết chuyện này, hắn vẫn lừa dối ông, nhiều năm như vậy, hắn vẫn bởi vì sự kiện này mà dằn vặt tôi, thương tổn tôi, cuối cùng hại chết tôi. Kiều lão không nói chuyện, chậm rãi khép điện thoại lại. Nội tâm giống cục tạ, trầm trọng tới cực điểm. Kiều Trấn Lương bận xong công tác một ngày về nhà, mới vừa đến nhà, bảo mẫu thông báo ông đi phòng sách. Kiều Trấn Lương biết cha có việc muốn bàn cùng mình, Tiết lão chết đối với cha cũng là một rung động rất lớn, lão gia tử cần một người lắng nghe. Kiều Trấn Lương đi vào phòng sách, thấy trong phòng sách cũng không có bật đèn, tia sáng hoàng hôn cực kỳ ảm đạm, bên trong một mảnh vắng vẻ, có thể nghe được rõ ràng mưa đánh vào cửa thủy tinh. Kiều Trấn Lương thấp giọng nói, ba. Kiều lão ừ một tiếng, ông ngồi đối mặt cửa thủy tinh, trước khi con trai đi vào phòng sách, ông đã duy trì tư thế này hơn 2 tiếng. Kiều Trấn Lương nói, ba chờ con một chút, con phải đi Tiết ra phúng viếng, Tiết bá bá đi được thật sự là quá đột nhiên. Kiều lão thấp giọng nói, trên đời này có nhiều chuyện đều không tưởng được. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, ba, ba đừng khổ sở, sinh lão bệnh tử đều là chuyện đã định trước, ai cũng tránh không được. Kiều lão nói, ba có thể nào không khổ sở.
Kiều Trấn Lương nghe ra giọng của cha có chút dị dạng, đi tới phía sau, đỡ lấy hai vai của cha, nhẹ giọng nói, ba, ba có đói bụng không, chúng ta xuống dưới ăn, con uống với ba một ly làm ấm người. Kiều lão nói, ngày hôm nay ba nhận được điện thoại của một người phụ nữ, cô ấy nói cô ấy gọi mạnh truyền Mỹ. Kiều Trấn Lương sửng sốt một chút, chợt cười nói, sao có thể. Nội tâm của ông đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi nói không nên lời. Kiều lão nói, cô ấy còn nói Mộng Viện không là cháu gái của ba. Nội tâm của Kiều Trấn Lương kịch liệt nhảy lên, tim của ông đập bình bịch trong ngực ông, tựa như muốn từ trong nhảy ra, Kiều Trấn Lương cực kỳ miễn cưỡng cười cười, ba, loại chuyện buồn chán này ba cũng tin tưởng. Kiều lão không nói chuyện, cầm một phần văn kiện trong tay đưa cho ông. Kiều Trấn Lương tiếp qua, nương sắc trời yếu ớt, ông nhận rõ ra đây là một phần báo cáo giám định, Kiều Trấn Lương nắm báo cáo tay run rẩy lên. Kiều lão nói, thì ra, các người đều đã biết. Thảo nào Mộng Viện và cái nhà này càng đi càng xa, thảo nào truyền Mỹ lựa chọn xuất gia, khó trách ý chí của con trước đó sa sút như vậy. Ba, ba không phải tin tưởng những lời nói dối này, những người này dụng tâm kín đáo, bọn họ muốn ba không được an bình, bọn họ là muốn. Kiều lão xoay người sang chỗ khác, đôi con mắt thâm thúy phụt ra quang mang sắc bén, cái tia sáng này xuyên thấu ngực của Kiều Trấn Lương, nhìn thẳng nội tâm của ông. Ánh mắt của Kiều Trấn Lương lựa chọn trốn tránh ánh mắt của cha, ông không dám nhìn thẳng con mắt của cha. Kiều lão gằn từng chữ, con không lừa được ba. Con là con ba, ba sớm biết trong lòng con cất giấu chuyện tình, thế nhưng ba không ngờ rằng sẽ là chuyện này, con không lừa được ba. Tiếng cuối cùng của Kiều lão hầu như là hét to. Kiều Trấn Lương ngay lập tức quỳ xuống trước mặt cha. Kiều lão giận dữ hét, đứng lên, dưới gối đàn ông có lót vàng, vô luận xảy ra cái gì, con đều phải đứng lên, ưỡn ngực. Giống như một người đàn ông nói với ba. Kiều Trấn Lương nói, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, đối với người khác con sẽ không quỳ xuống, mấy năm nay, con vẫn đều rất thẳng lưng, dù cho có một số việc giống như núi lớn đặt trên đầu vai con. Con quỳ xuống cho ba, là bởi vì con làm con trai bất hiếu, con không nên gây cho ba phiền não như thế. Kiều lão lắc đầu, ba hỏi đông, con đáp tây, ba muốn con nói rõ ràng cho ba biết, rốt cục xảy ra chuyện gì. Đứng lên nói rõ cho ba. Kiều Trấn Lương chậm rãi đứng lên, ông đem phần báo cáo giám định một lần nữa thả lại trên mặt bàn, thấp giọng nói, phần báo cáo này, rốt cục là ai giao cho ba? Kiều lão nói, người khác đem đồ gửi qua bưu điện tới nhà, hơn nữa gọi điện thoại cho ba đi nhận đồ, nếu như không phải thấy cái này, ba còn không biết, thì ra con vẫn đều gạt ba. Hai tay của Kiều lão nắm chặt tay vịn ghế dựa, trong nội tâm đau đớn. Kiều Trấn Lương nói, ba, con không phải có ý muốn lừa gạt ba, con không muốn ba lúc tuổi già bị vũ nhục như vậy, nếu như có một người nhất định gặp dằn vặt, con muốn người kia nên là con. Cô ấy khi kết hôn với con vẫn bằng mặt không bằng lòng, nhưng là vì gia đình, vì cái gọi là tiền đồ của con, bọn con phải đi tiếp như vậy, từ lâu con đã tiếp nhận số phận, khi có bằng cử, con càng chấp nhận loại sinh hoạt này, con hy vọng cái gia đình này có thể hạnh phúc, cái này cũng là kỳ vọng của các người. Mộng Viện sinh ra, tình cảm của bọn con cũng không có thay đổi, ngược lại càng trở nên xa lánh, cô ấy có ý định lảng tránh con cũng không chết lặng, từ một ít biểu hiện của cô ấy, con đã sản sinh hoài nghi. Kiều lão không nói chuyện, nhìn mặt bi phẫn của con trai, trong nội tâm tràn ngập tâm tình bi ai. Kiều Trấn Lương nói, thế nhưng con vẫn lựa chọn tin tưởng, khi Mộng Viện lớn lên. Từ trên thân thể của con bé, con cũng không có tìm được cái bóng thuộc về con. Mà tình cảm giữa con và truyền Mỹ cũng trở nên càng lúc càng mờ nhạt theo thời gian trôi qua, sự hòa thuận của bọn con chỉ là mặt ngoài, thân phận của bọn con quyết định, con và cô ấy phải sắm vai của mình, cho dù bọn con đã không còn tình cảm. Nói đến đây Kiều Trấn Lương cười khổ một chút, thấp giọng nói, thật ra cũng chẳng bao giờ có yêu. Kiều lão mấp máy môi, điều này làm cho khuôn mặt của ông có vẻ nghiêm trọng, ông gật đầu, bắt đầu hồi tưởng đoạn hôn nhân của con trai, phải nói. Hôn sự giữa con trai và mạnh truyền Mỹ là cha mẹ hai bên dốc hết sức thúc đẩy. Kiều Trấn Lương nói, Mộng Viện sau khi xuất ngoại du học, cô ấy bắt đầu tin Phật. Ngăn cách của con và cô ấy càng ngày càng sâu, rốt cục có một lần, con không nhịn được, tìm cớ lấy ra dạng máu của Mộng Viện, bí mật làm giám định, kết quả. Môi của Kiều Trấn Lương có chút run, tuy rằng chuyện này trôi qua rất lâu, nhưng mỗi lần nhớ tới lúc đó biết kết quả, nội tâm của ông vẫn đang bị dày vò. Ông hít sâu một hơi nói, ba, cô ấy phản bội con. Chương 1864, chân tướng 3. Im lặng đáng kể, trong phòng sách yên lặng như chết hết rồi,
Kiều lão cảm giác nội tâm của mình bị một bàn tay vô hình nắm lấy, hữu lực đè ép, khiến cho ông khó chịu nói không nên lời, ông hé miệng, cố sức hô hấp. Kiều Trấn Lương thấy sắc mặt xấu xí của cha, có chút kinh hoàng kêu lên, ba không có việc gì chứ, con đi gọi bác sĩ. Kiều lão phất phất tay, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc. Lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng, một lát sau mới thở lại bình thường, thấp giọng nói, ba không sao. Kiều Trấn Lương nói, con nghĩ Mộng Viện đã biết chân tướng chuyện tình. Kiều lão gật đầu, mãi cho tới hôm nay, ông mới rõ ràng chân tướng của việc Mộng Viện và cái nhà này càng ngày càng xa, Kiều lão nói, bằng cử biết không? Kiều Trấn Lương lập tức rõ ràng thực ý của cha. Cha là lo lắng ngay cả bằng cử cũng không là con trai của mình, Kiều Trấn Lương nói, nó không biết, sau chuyện của Mộng Viện, con đối với tất cả đều sản sinh hoài nghi, con thậm chí còn làm giám định bằng cử. Sự thật chứng minh, cô ấy phản bội con sau khi sinh bằng cử, đoạn thời gian ấy con ở Hà Thông đảm nhiệm bí thư huyện ủy. Kiều lão thở dài, ông không muốn tiếp tục dây dưa tại trọng tâm câu chuyện này, thấp giọng nói, nếu đã trở thành sự thật, chúng ta cũng không cách nào thay đổi. Chỉ là chuyện này xem ra muốn làm ra một trường phong ba. Kiều Trấn Lương nội tâm trầm xuống. Kiều lão nói, người này khẳng định biết rõ nội tình, nếu có thể gọi điện thoại cho ba, có thể đem cái phần kết quả này chiêu cáo thiên hạ, ba già rồi, cái dạng mưa gió gì không trải qua. Người khác muốn nói thế nào thì cứ nói thế đấy, con đi tới hôm nay cũng đã trải qua vô số chìm nổi, ba tin tưởng con rất được, thế nhưng, ba chân chính lo lắng chính là Mộng Viện. Kiều Trấn Lương nói, ba, Mộng Viện cũng không phải đứa nhỏ. Kiều lão thấp giọng nói, chờ xong lễ truy điệu của lão Tiết, ba sẽ đi Tân Hải một chuyến, ba muốn nói chuyện với Mộng Viện. Kiều Trấn Lương sững sờ ở đây, không biết cha vì cái gì sản sinh ý nghĩ như vậy. Kiều lão vỗ vỗ vai của con trai nói, Trấn Lương, nếu con có thể chịu được hơn 20 năm khuất nhục, ba tin tưởng, mưa gió lần này không làm khó được con, vô luận truyền Mỹ có phản bội con hay không, mọi người đã chết, nghĩa tử là nghĩa tận. Nếu không thống khổ chỉ có chính con. Kiều Trấn Lương thấp giọng nói, ba, con rõ ràng. Trương Dương đêm đó vẫn là dành thời gian đi chỗ của Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi đã từ bệnh viện truyền dịch trở về, ở trong phòng con gái nói chuyện phiếm, trò chuyện khi còn bé của cô ấy, hai cha con đều thật không ngờ Trương Dương sẽ đến. Cố Dưỡng Dưỡng mở cửa thấy Trương Dương, kinh hỉ nói, Trương Dương, em không phải nói anh đừng tới sao. Trương Dương cười nói, nghe nói ba bị bệnh. Anh không đến, trong lòng luôn luôn không nỡ. Cố Doãn Chi nói, không có chuyện gì, cũng là bị chút phong hàn, đi bệnh viện truyền nước, lúc này cảm thấy tốt hơn nhiều. Trương Dương đi tới Cố Doãn Chi bên cạnh ngồi xuống, bắt mạch giúp ông, vững tin Cố Doãn Chi không có đại sự gì, lúc này mới yên lòng. Cố Doãn Chi nói, chuyện hậu sự của Tiết lão làm thế nào? Trương Dương nói, người hỗ trợ rất nhiều, ngày hôm nay tới không ít lãnh đạo quốc gia. Bình thường trên TV mới có cơ hội nhìn thấy, ngày hôm nay tất cả đều thấy được. Cố Doãn Chi nói, Tiết lão ngày hôm qua còn tốt, không ngờ rằng ngày hôm nay lại. Hắn thở dài. Cố Dưỡng Dưỡng nói, con thấy đều tại Tiết Thế Luân, đang yên đang lành đòi làm thọ yến, người lớn tuổi sợ nhất là đại hỷ đại bi, thọ yến của Tiết lão lúc đầu rất vui vẻ, ai ngờ đến cuối nhảy ra một người ám sát Tiết Thế Luân, khẳng định làm Tiết lão chấn kinh, muốn nói Tiết lão chết, 90% là Tiết Thế Luân tạo thành. Cố Doãn Chi sáng giọng, Dưỡng Dưỡng, con nói bậy bạ gì đó. Cố Dưỡng Dưỡng nói, con không nói bậy, dù sao con không thích ông ấy, tối hôm qua ông còn cố ý trước mặt ba nhắc tới chuyện của chị, căn bản là. Dưỡng Dưỡng, Cố Doãn Chi tựa như có chút tức giận. Cố Dưỡng Dưỡng cắn cắn môi, ủy khuất mân mê cái miệng. Trương Dương hiện tại mới biết được chuyện tối hôm qua, từ trong lời nói của Cố Dưỡng Dưỡng là có thể đủ biết. Tối hôm qua Cố Doãn Chi tại chỗ Tiết Thế Luân bị đối đãi không công bằng, Tiết Thế Luân tại trước mặt nhiều người như vậy nhắc tới chuyện của giai đồng, cũng là rát muối vào vết thương của người khác. Cố Dưỡng Dưỡng đứng dậy đi pha trà. Cố Doãn Chi thở dài nói, con đừng nghe con bé nói lung tung, không có việc gì. Trương Dương gật đầu, ba, giữa ba và Tiết Thế Luân có phải là có hiểu lầm? Cố Doãn Chi nói, không có gì, ông cũng không muốn nhắc tới chuyện quá khứ. Trương Dương nói, Dưỡng Dưỡng nói có chút đạo lý, Tiết lão nếu như không phải bị kích thích của tối hôm qua, hẳn là sẽ không đột nhiên rời đi nhân thế như thế. Cố Doãn Chi nói, mọi người đã đi, chúng ta không nên suy đoán nguyên nhân, tự dưng ngờ vực vô căn cứ chỉ tạo thành phức tạp. Mặc dù tại Thọ Yến tối hôm qua lọt vào nói móc của Tiết Thế Luân, thế nhưng Cố Doãn Chi vẫn đang không muốn luận kỳ thị phi tại phía sau người khác.
Hai người hàn huyên vài câu, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, Cố Dưỡng Dưỡng rảnh đi mở cửa. Nơi này là chỗ của Cố Dưỡng Dưỡng thuê, theo lý thuyết không có bao nhiêu người biết, Trương Dương đang tò mò là ai đến đây bái phỏng, thấy Cố Minh Kiện đi đến. Cố Doãn Chi thấy Cố Minh Kiện, nụ cười trên mặt nhất thời thu liếm, thấp giọng nói, Trương Dương, các người trò chuyện, ba đi ngủ. Cố Dưỡng Dưỡng nhanh chóng đẩy anh một cái, Cố Minh Kiện kêu một tiếng, ba. Hắn lập tức quỳ xuống đất. Cố Doãn Chi vốn dĩ đã xoay người sang chỗ khác, nghe được âm thanh con trai quỳ xuống đất, trong nội tâm cũng nhịn không được run rẩy một chút, ông nhếch môi, vẫn tiếp tục đi đến bên trong. Cố Minh Kiện nói, ba, con biết sai rồi, những năm gần đây, con cuối cùng đều làm chuyện ngu xuẩn, làm chuyện điên rồ, phụ kỳ vọng của ba, ba. Con sai rồi, ba cho con một cơ hội đi. Cố Doãn Chi đã đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Cố Dưỡng Dưỡng thấy cha căn bản không để ý tới anh, cũng có chút trợn tròn mắt. Trương Dương nói, Minh Kiện, cậu đứng lên trước đi. Tính tình của Cố Minh Kiện vô cùng quật cường, hắn lắc đầu nói, ba tôi nếu như không tha thứ tôi vĩnh viễn quỳ xuống. Trương Dương thở dài nói, ba bệnh còn chưa hết, cậu tội gì kích thích ba. Cố Minh Kiện nghe được Trương Dương nói như vậy, cũng là vẻ mặt xấu hổ, hắn thở dài nói, lẽ nào ba tôi đời này cũng không tha thứ tôi sao? Ngày hôm nay thật ra là Cố Dưỡng Dưỡng an bài, cô ấy muốn mượn cơ hội cha ở kinh thành, an bài anh và cha gặp mặt, kỳ vọng bọn họ có thể giải trừ chuyện cũ, dù sao cũng là người một nhà, quan hệ không thể vĩnh viễn rằng co như vậy. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh đứng lên trước đi. Cố Minh Kiện nói, Trương Dương, Dưỡng Dưỡng, tôi biết tôi lúc trước có lỗi với các người, tôi. Hắn nói, vành mắt đỏ, đứng lên, cúi đầu thật sâu với Trương Dương, sau đó nói, tôi đi, Dưỡng Dưỡng, giúp anh chiếu cố ba. Lúc Cố Minh Kiện chuẩn bị đi, lại nghe cửa phòng bên trong mở ra, truyền đến âm thanh của cha, đã trễ thế này, con đi đâu? Lại muốn đi lêu lổng sao? Cố Minh Kiện nghe được cha nói như vậy, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời sững sờ ra. Chương 1865, ứng đối 1. Trương Dương đẩy vai hắn một cái, nhắc nhở thằng nhãi này còn không nhanh chóng đi qua. Cố Minh Kiện hồi phục tinh thần lại, hoang mang rối loạn đi đến bên trong. Đi tới trước mặt cha, Cố Minh Kiện cái gì cũng không nói, lại quỳ xuống. Cố Doãn Chi nói, hở một chút thì quỳ, cái đầu gối của con vẫn là không đáng tiền như vậy sao? Cố Minh Kiện nói, ba, con biết sai rồi. Cố Doãn Chi nói, biết sai thì thế nào? Phải có thực tế hành động. Cố Minh Kiện liên tục gật đầu, con sửa, ba, con nhất định sửa, sau này, ba nói cái gì, con làm cái đó. Cố Doãn Chi thở dài nói, con nói cái gì chưa chắc đều là chính xác, làm thế nào vẫn là dựa vào chính con. Trương đại quan nhân nghe được hai cha con nói chuyện bên trong, cũng lộ ra nụ cười hiểu ý, hắn hướng Cố Dưỡng Dưỡng cáo từ, ý bảo cô ấy không nên kinh động cha con Cố Doãn Chi, Cố Dưỡng Dưỡng đưa hắn đến ngoài cửa, bởi vì cha rốt cục tha thứ anh, tâm tình của Cố Dưỡng Dưỡng đêm nay cũng đặc biệt sung sướng, cô ấy cười nói Trương Dương, may mà anh đêm nay ở chỗ này, nếu không ba em không dễ dàng tha thứ cho anh trai như vậy. Trương Dương nói, em còn tưởng rằng ba có thật hận hắn. Hắn lắc đầu nói, cha con hai người nào có thù, đừng thấy ba bởi vì hắn mà nổi giận, trong lòng vẫn đang quan tâm hắn. Cố Dưỡng Dưỡng nói, em hy vọng nhất cũng là người một nhà hòa thuận. Trương Dương cười nói, chuyện này em nghĩ cách rất lâu rồi phải không? Trước đó một chút tiếng gió cũng không tiết lộ cho anh. Cố Dưỡng Dưỡng ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không có rất lâu, vừa vặn anh trai ở kinh thành xử lý một ít sinh ý, bình thường bọn em vẫn đều liên hệ, biết ba tới kinh thành, là anh ấy chủ động muốn đi gặp ba xin lỗi ngay mặt. Trương Dương gật đầu nói, hòa hảo như lúc ban đầu là tốt nhất, trong lòng ba cũng hy vọng là các người đều ở bên cạnh. Cố Dưỡng Dưỡng nói, chờ em làm xong đề cương luận văn, em trở về, đời này đều ở bên cạnh ba, chỗ nào cũng đều không đi. Lúc nói lời này, ánh mắt nhìn Trương Dương, bên trong tràn ngập u oán nói không nên lời. Trương đại quan nhân nhìn hai mắt trong suốt như nước của Cố Dưỡng Dưỡng, trong nội tâm không khỏi hoảng loạn, hắn nhanh chóng nói tránh đi, vậy thì. Vừa rồi em nói Tiết Thế Luân ngày hôm qua vô lễ với ba, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cố Dưỡng Dưỡng lúc này mới đem chuyện đã xảy ra tối hôm qua nói cho hắn, Trương Dương nghe xong hai hàng lông mày nhíu chặt, từ tình huống theo như lời của Cố Dưỡng Dưỡng mà xem. Giữa Tiết Thế Luân và Cố Doãn Chi là có ân oán không thể nghi ngờ, ít nhất không tốt giống như bọn họ biểu hiện. Cố Doãn Chi không muốn nhắc tới cái đoạn chuyện cũ này.
Rốt cục là ân oán thế nào mới có thể khiến cho Tiết Thế Luân nhớ nhiều năm như vậy? Trương Dương trên tình cảm đương nhiên là có khuynh hướng nghiêng về Cố Doãn Chi, bất luận kẻ nào vũ nhục Cố Doãn Chi đều là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, huống chi Tiết Thế Luân còn lợi dụng chuyện của Giai Đồng để kích thích. Trương Dương nói, có cơ hội, anh nhất định phải để hỏi rõ ràng. Cố Dưỡng Dưỡng nói, quên đi, em thấy ba không muốn nhắc tới chuyện này, hơn nữa khi lễ tang của Tiết Lão, ba cũng sẽ không có liên lạc gì. Trương Dương ca, anh đừng nói nữa, không cần phải khiến cho không hài lòng. Trương Dương gật đầu nói, được rồi. Tuy rằng chưa tới giữa hè, nhưng khí trời của kinh thành trở nên nóng nực lên, Tiết Lão qua đời, mưa vẫn đều rơi cả ngày, hai ngày nay Trương Dương ở lại Tiết gia hỗ trợ, tuy rằng rất ít đi ra. Thế nhưng tin tức bên ngoài liên tiếp truyền tới không ngừng, dù sao cái vòng tròn này của Tiết Vĩ Đồng bọn họ đều là nhiều quan hệ, đa số đều là tin tức linh thông. Nhắc tới việc xấu trong nhà Kiều Trấn Lương sớm nhất chính là Viên Tân Dân, tên nhóc này trở thành bảng tin nói ra tại trước mặt Trương Dương mấy người, Viên Tân Dân vẻ mặt thần bí nói, mọi người, các người có nghe nói không? Kiều gia xảy ra đại sự. Trương Dương hơi ngẩn ra, cười nói, tên nhóc cậu đừng nã pháo đầy miệng, có cái đại sự gì? Hắn vốn tưởng rằng là chuyện Kiều Trấn Lương gần đảm nhiệm bí thư thị ủy. Tân Hải. Viên Tân Dân nói, tôi vừa rồi nghe nói. Vợ của Kiều Bộ trưởng đeo nón xanh vài chục năm cho ông ấy, Kiều Mộng Viện không phải con ruột của ông ấy. Trương Đại Quan Nhân trừng lớn hai mắt, chuyện này vẫn bị hắn coi là bí ẩn. Viên Tân Dân làm sao mà biết được, hắn trước hết là khiếp sợ, sau đó cấp tốc chuyển hóa làm một loại phẫn nộ. Cơn tức tự nhiên gửi đi về phía Viên Tân Dân, nói năng lảm nhảm cái gì đó. Viên Tân Dân vẻ mặt ủy khuất, Trương ca, tôi nghe tới từ bên ngoài mà. Trương Dương cả giận nói, ai con mẹ nó nói thế? Ai nói bậy tôi đánh hắn? Viên Tân Dân nói, anh gấp cái gì? Lời này cũng không phải tôi nói, tôi không phải thêm chút đề tài câu chuyện với mấy người sao? Chu Hưng Quốc mới vừa rồi gấp trở về ngày hôm nay nói, Lão Tam, cậu gấp cái gì? Chuyện này cũng không phải tiểu viên tử nói bậy, tôi cũng nghe nói. Trương Dương cũng biết hỏa của mình vừa rồi có chút phát sai phương hướng, hắn căm giận nói, tôi ghét nhất là nói bậy. Chuyện này nếu như khiến cho Mộng Viện nghe được, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Quan hệ của mọi người và Kiều Mộng Viện cũng đều tính không tồi. Từ Kiến Cơ nói, tôi thấy chuyện này không có lửa thì sao có khói. Bất quá sau khi truyền ra, phản ứng của Kiều gia có chút kỳ quái. Bọn họ không thừa nhận, cũng không được làm sáng tỏ. Chu Hưng Quốc nói, làm sáng tỏ cái gì? Loại chuyện này, cũng không phải cậu đứng ra bác bỏ tin đồn là có thể giải thích rõ ràng. Có câu là thanh nhân tự thanh. Phương pháp xử lý của Kiều gia trong chuyện này không thành vấn đề. Từ Kiến Cơ nói, gần đây chuyện tình thật nhiều, chuyện của Tiết gia liên tiếp, không ngờ rằng Kiều gia cũng không yên ổn. Nghị luận của những người này khiến cho Trương Dương không khỏi lo lắng lên, hắn lo lắng chính là Kiều Mộng Viện, nếu chuyện tình đã đồn ra ở Kinh Thành, khó bảo toàn việc này sẽ không truyền tới tai của cô ấy. Trương Dương đi tới trong viện, lấy điện thoại di động ra, hắn gọi điện thoại cho Kiều Mộng Viện. Âm thanh của Kiều Mộng Viện bên kia không có gì dị thường, nhẹ giọng nói, Trương Bí Thư, lần này đi kinh thành lâu như vậy, có phải là có chút vui đến quên cả trời đất? Trương Dương nở nụ cười, trêu chọc nói, sao? Kiều chủ nhiệm nhớ tôi. Kiều Mộng Viện nói, nhớ đến đều nhớ không ra. Cô ấy tại đầu kia của điện thoại nở nụ cười, tiếng cười của cô ấy khiến cho Trương Dương thoáng yên tâm, xem ra cô ấy cũng không biết trận phong ba vừa nhấc lên ở kinh thành. Trương Dương nói, trong nhà không có việc gì chứ? Kiều Mộng Viện nói, không có việc gì, tất cả bình thường. Trương Dương nói, nghe cô nói như vậy tôi có loại cảm giác mất mát, không ngờ Tân Hải có tôi hay không có tôi đều không khác biệt như thế, trái đất mất đi tôi vẫn quay bình thường. Tâm tình của Kiều Mộng Viện xem ra không tồi, cười nói, vốn dĩ anh đã không quan trọng như vậy. Trương Dương nói, cô nói là tôi đối với Tân Hải đâu, hay là đối với cô? Nếu như là cái trước tôi còn có thể tiếp thu, nếu như cái sau, vậy tôi khẳng định thương tâm, tôi nếu như thương tâm, đời này cũng không quay về Tân Hải. Kiều Mộng Viện nói, ai mà thèm. Một lát sau, cô ấy lại thấp giọng nói, anh vẫn là trở về đi. Trong lời nói tràn ngập ngượng ngùng, lời này gián tiếp thừa nhận Trương Dương đối với cô ấy rất quan trọng. Chương 1866, ứng đối 2. Trương Đại Quan Nhân trong lòng ấm áp. Nhẹ giọng nói, chờ bận xong tang sự của Tiết Lão tôi sẽ chạy trở về. Kiều Mộng Viện nói, chuyện tôi nhờ anh đã làm xong chưa? Trương Dương cười nói, làm xong rồi, tôi tận tay đem quần áo giao cho Kiều Lão, ông rất thích. Từ câu hỏi của Kiều Mộng Viện,
Trương Dương càng thêm vững tin cô ấy cũng không biết chuyện đã xảy ra gần đây của Kiều gia. Tiết lão đi quá đột nhiên, thậm chí chưa kịp nói ra nguyện vọng của ông, lễ truy điệu lúc đầu, phần lớn người lãnh đạo chủ yếu của đảng và quốc gia đích thân tới dự, cái này biểu đạt tôn trọng đối với vị nguyên lão này. Trương Dương cũng không có đi tham gia lễ truy điệu trong đại sảnh, hắn không thích bầu không khí trầm trọng như vậy, một người đứng ở ngoài nhà tang lễ, bên tai nghe nhạc buồn trầm thấp, Trương đại quan nhân trong lòng cũng dị thường trầm trọng, hắn nhớ tới giọng nói và dáng điệu nụ cười của Tiết lão khi còn sống, nếu như không phải gặp mình, Tiết lão có thể rời khỏi nhân thế từ lâu, thế nhưng mình tuy rằng trị bệnh nan y của ông, nhưng vẫn không cách nào không có ngăn cản ông rời đi, số phận của người có thể đã định trước từ lâu. Cũng không phải ý chí của mình có thể rời đi. Trương Dương thấy được một thân ảnh quen thuộc, Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi cũng không có đi tham gia lễ truy điệu, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai tay giao nhau để ở trên người, cúi đầu, đối mặt phương hướng của phòng truy điệu, lẳng lặng mặc niệm, Trương Dương đi qua, đi tới bên cạnh của ông, cũng không có lập tức quấy rối ông, mãi đến khi tiếng nhạc buồn kết thúc, Cố Doãn Chi ngẩng đầu lên, hướng Trương Dương gật đầu nói, ba đi. Trương Dương chỉ, ba không đi ký tên. Cố Doãn Chi lắc đầu nói, chân chính hoài niệm một người là để ở trong lòng. Nhìn bóng lưng của Cố Doãn Chi càng đi càng xa, trong ánh mắt của Trương Dương toát ra thần tình kính phục, trong quan viên hắn tiếp xúc, chỉ có Cố Doãn Chi có thể khiến cho hắn bội phục tự đáy lòng. Cố Doãn Chi sở dĩ không có đi đến lễ truy điệu, một là không muốn có gì cùng người quan trường, hai có thể là vì tránh gặp mặt Tiết Thế Luân. Từ hôm nay trở đi, quan hệ của ông với vài người đã hoàn toàn là một dấu chấm tròn trên bức tranh. Sau khi lễ tang cùng ngày chấm dứt, Trương Dương nhận được điện thoại của Kiều Bằng Phi, mời hắn đi trong nhà một chuyến. Trương Dương lúc này mới nhớ tới, cũng không thấy Kiều lão tại lễ tang cùng ngày, thậm chí không có nhìn thấy bất luận một người nào của Kiều gia lúc đầu buổi tối Chu Hưng Dân hẹn mọi người cùng đi ăn bữa cơm thả lỏng tâm tình một chút, có Kiều Bằng Phi mời, Trương Dương chỉ có thể đẩy chuyện bên này của Chu Hưng Dân. Muốn tìm Trương Dương chính là Kiều lão, Kiều Bằng Phi trực tiếp đem Trương Dương dẫn tới trước phòng sách, hướng hắn nói, ông nội muốn hỏi cậu chút chuyện. Trương Dương gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện này có thể có quan hệ với Kiều Mộng Viện hay không? Gõ cửa lớn của phòng sách, sau khi nghe tiếng đáp, Trương Dương đi vào, thấy Kiều lão đang viết chữ, Trương đại quan nhân đang muốn đi xem Kiều lão viết cái gì, Kiều lão đem tranh hoặc chữ viết đã viết phân nửa, vò thành một cục ném vào trong thùng rác. Trong thùng rác đã có không ít giấy. Kiều lão nói, tâm thần không yên, quả nhiên không viết ra được cái gì. Trương Dương nói, ngài luôn sợ tôi học bản lĩnh của ngài. Kiều lão cười cười. Trương Dương từ nụ cười của ông phán đoán, tâm tình của Kiều lão cũng không kém giống như trong tưởng tượng của hắn. Thật ra cái này cũng rất dễ lý giải. Cao thủ chính trị giống như Kiều lão, từ lâu đạt được cảnh giới đứng trước Thái Sơn mà mặt không đổi sắc. Mặc dù ông đã biết chân tướng thân thế của Kiều Mộng Việt, ông cũng sẽ cấp tốc đối mặt hiện thực, điều chỉnh tốt tâm tính. Kiều lão nói, lễ tang của Tiết lão thuận lợi sao? Trương Dương gật đầu nói, tôi vốn tưởng rằng ngài sẽ đi qua. Kiều lão thở dài nói, lúc đầu chuẩn bị đi, nhưng lúc đi lại cải biến suy nghĩ, hoài niệm một người để ở trong lòng là tốt rồi. Trương Dương cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng Kiều lão và Cố Doãn Chi sẽ không hẹn mà cùng nói ra những lời này. Kiều lão chỉ cái ghế đối diện nói, ngồi đi. Trương Dương nói, tại trước mặt ngài tôi đứng thoải mái hơn. Kiều lão thản nhiên cười nói, tùy cậu, ông nâng tách trà trên bàn uống một ngụm nói, hai ngày nay có liên hệ qua với Mộng Viện hay không? Trương Dương nói, hôm nay còn gọi điện thoại, chuyện công tác. Hắn rõ ràng Kiều lão muốn hỏi cái gì, cho nên uyển chuyển truyền lại cho Kiều lão một tín hiệu, nói cho Kiều lão, Mộng Viện tất cả bình thường. Kiều lão gật đầu nói, cậu chừng nào trở về? Trương Dương nói, buổi tối ngày mai. Kiều lão nói, chậm lại một chút đi, Bằng Phi ngày kia đi Xuân Dương, tôi dự định cùng đi với nó, bất quá tôi không đi Xuân Dương, tôi muốn cùng cậu đi Tân Hải nhìn. Trương Dương vừa nghe thì rõ ràng, Kiều lão là lo lắng Kiều Mộng Việt, lần này đi Tân Hải cũng không phải vì thị sát thành quả cải cách mở ra của Tân Hải, mục đích là vì nhìn cháu gái. Trương Dương nói, được, tôi lập tức cho lui vé xe. Kiều lão chậm rãi buông tách trà nói, dì Mạnh cậu lúc chết, cậu vẫn đều đi theo bên cạnh có phải không? Trương Dương gật đầu nói, phải. Kiều lão nói, dì Mạnh cậu trước lúc lâm chung, có nói qua cái gì hay không? Trương Dương nói, dì ấy cũng không có nói cái gì, bất quá dì ấy có đối nói qua cái gì với Mộng Viện hay không thì tôi không rõ ràng lắm.
Trương đại quan nhân đương nhiên không thể đem sự thật mình sớm biết Kiều Mộng Viện không phải là thân sinh của Kiều Trấn Lương nói ra. Kiều lão thở dài nói, tôi không dối gạt cậu, tôi lần này đi Tân Hải, là muốn đem cháu gái của tôi tìm trở về, tôi không muốn đến già còn để lại cái tiếc nuối gì. Trương Dương nói, Kiều lão, tôi rõ ràng. Kiều lão cũng không bàn lâu với Trương Dương, tuy rằng ông có rất nhiều lời muốn hỏi Trương Dương, nhưng dù sao có chút khó có thể mở miệng. Trong cả đời này Kiều lão ít có lúc tiến thối lưỡng nan giống như bây giờ. Trương Dương ở trong phòng sách Kiều lão 20 phút, thì cáo từ rời đi. Kiều Bằng Phi vẫn đều chờ hắn tại phòng khách, thấy Trương Dương đi ra, Kiều Bằng Phi nói, đi, hai ta uống hai ly. Trương Dương gật đầu, nhìn ra được Kiều Bằng Phi hai ngày nay cũng có chút phiền muộn, Kiều Bằng Phi cho tài xế đưa bọn họ đến một quán ba tên là Hoàng Thành Căn, đặc sắc lớn nhất của quán ba này cũng là có mùi vị Trung Quốc 10 phần. Có rượu có đồ ăn, càng phù hợp thói quen ẩm thực của người Trung Quốc, Kiều Bằng Phi gọi một chai rượu, bốn món ăn, ngồi trong góc với Trương Dương. Cầm lấy chai rượu chậm rãi rót đầy ly nói tới, làm một ly. Trương Dương cùng hắn uống hết ly rượu, nhíu nhíu mày nói, anh hình như có tâm sự. Kiều Bằng Phi nói, Trương Dương, chúng ta nhận thức cũng không ít năm. Tôi coi cậu như huynh đệ, mọi việc tôi không thích giấu giếm, hai ngày nay lời đồn đãi về Kiều gia của chúng tôi cậu có nghe nói qua không? Trương Dương bốc một hột đậu phộng ném tới trong miệng, nhấm nuốt một hồi. Trọng tâm câu chuyện của Kiều Bằng Phi khiến cho hắn khó có thể trả lời, thật ra chuyện của Kiều gia bây giờ đã làm dư luận xôn xao. Nếu như hắn nói không biết thì có chút quá mức dối trá, Trương Dương suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn gật đầu. Kiều Bằng Phi nói, cậu tin tưởng sao? Chương 1867, ứng đối 3. Trương Dương nói, loại tin tức buồn chán này hầu như mỗi ngày đều có. Kiều Bằng Phi nói, thế nhưng lần này nhằm vào là Kiều gia chúng tôi. Trương Dương nói, cây to đón gió, tôi nghe nói Kiều Bộ trưởng sẽ bổ nhiệm làm bí thư thị ủy Tân Hải, có phải là bởi vì sự kiện này rước lấy phiền phức? Kiều Bằng Phi nói, cậu có phát hiện hay không, từ khi mẹ tôi mất đi, Mộng Viện và cái nhà này càng đi càng xa. Trương Dương nói, cha mẹ mất đi tạo thành đả kích đối với con cái này cũng có thể lý giải, Bằng Phi, anh không nên nghĩ nhiều. Kiều Bằng Phi nói, Trương Dương, nếu như không có việc gì, ông nội tôi không sẽ tự mình đi Tân Hải một chuyến. Trương Dương không nói chuyện, lặng lặng nhìn Kiều Bằng Phi. Kiều Bằng Phi nói, tôi không đi Tân Hải, ông nội cũng không cho tôi đi theo, cậu giúp tôi chiếu cố ông nhiều hơn. Trương Dương gật đầu nói, yên tâm đi. Kiều Bằng Phi nói, biết tôi vì sao đột nhiên lựa chọn con đường làm quan này sao? Trương Dương lắc đầu nói, lúc trước tôi nghĩ rằng anh là một không thích bị ước thúc, anh lựa chọn làm quan, cũng có chút ngoài dự liệu của tôi. Kiều Bằng Phi cười nói, cậu đều có thể có chức vị, tôi vì sao không thể? Cậu còn muốn tự do tản mạn hơn so với tôi. Hai người đều nở nụ cười, Kiều Bằng Phi nói, tôi vốn không muốn làm quan, vài năm trước, tôi nghĩ nhân sinh bất quá chỉ trăm năm, sao không thỏa thích hưởng thụ nhân sinh? Hà tất gì phải cho mình áp lực quá lớn? Thế nhưng khi đại ca của tôi gặp chuyện không may, tôi bỗng nhiên ý thức được, con cháu của những quan viên như chúng tôi, từ khi sinh ra cũng đã được đánh dấu. Người khác ước định thành tựu của cậu chỉ xuất phát từ quan trường, sinh ra trong gia đình này, tài phú, học thức đều không thể trở thành tiêu chuẩn so sánh năng lực của cậu. Tôi quyết định tiến vào con đường làm quan, không chỉ có là bởi vì đã bị vài chuyện kích thích, càng là bởi vì tôi là con cháu của Kiều gia, tôi phải bảo vệ tôn nghiêm của Kiều gia, tôi phải truyền thừa vinh dự của gia tộc xuống phía dưới. Trương Dương gật đầu nói, anh cho mình áp lực không nhỏ. Kiều Bằng Phi nói, dù sao cũng phải có người gánh chịu. Tới đời chúng tôi, phải muốn có một người đứng ra tiếp nhận cái trách nhiệm này. Trương Dương nói, Bằng Phi, tôi có thể lý giải anh. Kiều Bằng Phi nói, vô luận tôi có thể đi tới bước nào, tôi sẽ tận lực đi làm. Tôi có thể nhìn ra, ông nội tuy rằng không nói, thế nhưng ông cũng hy vọng trong một đời chúng tôi, có thể có một người kế thừa sự nghiệp của ông. Trương Dương cảm giác Kiều Bằng Phi gần đây biến hóa rất lớn, đã không còn là thế gia tử lông bông tự cao tự đại, từ lời nói này của hắn. Là có thể đủ nhìn ra, Kiều Bằng Phi bắt đầu ý thức được mình cần gánh chịu trách nhiệm, hơn nữa hắn đang nỗ lực phấn đấu vì vinh dự của gia môn. Tại điểm này, trách nhiệm của Kiều Bằng Phi đối với Kiều gia muốn vượt xa Kiều Bằng Cử. Trương Dương nói, nếu lựa chọn con đường này, phải làm tốt chuẩn bị thừa nhận các loại mưa gió. Kiều Bằng Phi nói, lựa chọn của tôi chưa chắc sẽ làm tôi vui sướng, thế nhưng tôi tin tưởng là đáng giá, người sống trên đời, dù sao cũng phải vì trong nhà làm chút chuyện. Cậu nói đúng không? Trương Dương gật đầu.
Lúc này Từ Kiến Cơ gọi điện thoại tới, gọi hắn đi sàn nhảy trụ tư đi chơi, trong điện thoại di động đã truyền đến âm nhạc cuồng dã. Trương Dương nói, tôi không thích trò đó. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Cha Vi, anh tới hay không, tất cả mọi người đều đến, chỉ thiếu một mình anh. Trương Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kiều Bằng Phi cười nói, cậu đi đi. Trương Dương nói, cùng đi, Hưng Quốc, Kiến Cơ bọn họ tất cả đều đến. Kiều Bằng Phi nói, tôi không đi, gần đây trong nhà rất nhiều chuyện phiền lòng, tôi muốn sớm trở về với ông nội. Trương Dương biết Kiều gia gần đây không bình tĩnh, cho nên cũng không có miễn cưỡng Kiều Bằng Phi, hai người uống cạn rượu trong ly xong thì đứng dậy. Sàn nhảy trụ tư là một trong các sàn nhảy quy mô lớn nhất của kinh thành, ông chủ ở đây là Hoàng Thiện, Trương Dương nhận thức với hắn, bởi vì Hoàng Thiện còn là ông chủ của quán ăn đêm Vương Phủ Hội Quán nổi danh kinh thành. Mấy ngày nay mấy người đều hối hả vì chuyện hậu sự của Tiết Lão, tâm tình của mọi người đều rất trầm trọng, đêm đó mọi người ăn cơm chiều xong. Viên Tân Dân đề nghị đi sàn nhảy thả lỏng một chút, cái đề nghị này của hắn chiếm được nhất trí tán thành của mọi người. Kinh thành tuy lớn, thế nhưng người chân chính có thể tiến vào đến trong vòng tròn của bọn họ cũng không nhiều. Chu Hưng Quốc lúc trước vẫn đều là nhân vật dẫn đầu ép huyền trong vòng tròn. Lần này thọ yến của Tiết Lão, Chu gia và Kiều gia không hẹn mà cùng vắng mặt. Em gái kết bái Tiết Vĩ Đồng sản sinh một ít suy nghĩ đối với hắn. Hai ngày nay Chu Hưng Quốc sau khi trở về, cũng vẫn chưa có cơ hội hướng Tiết Vĩ Đồng giải thích ngay mặt. Trong lòng hắn vẫn lo lắng Tiết Vĩ Đồng bởi vậy mà sản sinh khúc mắc. Những người này tụ cùng một chỗ, đề tài nói chuyện của bọn họ khó tránh khỏi sẽ liên quan đến một ít biến hóa gần đây, mà gần đây nóng nhất, một cái là Tiết gia, còn có một cũng là Kiều gia. Viên Tân Dân cảm thấy vô cùng hứng thú đối với chuyện đã xảy ra của Kiều gia, hắn đem tin tức kia nói một lần. Cha Vi nhắc nhở hắn nói, tiểu viên tử, cậu đừng nói bậy, những lời này nếu như để cho Trương Dương nghe được. Hắn không gấp với cậu là không thể. Viên Tân Dân nói, hôm nay đã tức giận với tôi cũng là nghe được, cũng không phải tôi nói, cô nói hắn gấp với tôi cái gì. Cha Vi nói, hắn và Kiều Mộng Viện là bạn cũ. Chu Hưng Quốc nói, gần đây lời đồn đãi bên ngoài nhiều lắm, chúng ta nghe một chút là được, ngàn vạn lần đừng nghiêm túc, đừng coi là thật sự, tôi cho rằng chúng ta tốt nhất đừng đầu nhập nhiều quan tâm, quan hệ của Bằng Cử, Bằng Phi, Mộng Viện và chúng ta cũng không tồi. Nhà ai xảy loại sự tình này đều phiền lòng, làm bạn bè, chúng ta cho dù giúp không được gì, cũng không nên nghe nhầm đồn bậy. Từ Kiến Cơ nói, lời này của Chu ca tôi tán thành, tiểu viên tử, cậu cũng là nhiều chuyện, hôm nay nếu như tôi không có mặt, Trương Dương không phế cậu là không thể. Viên Tân Dân quyệt quyệt miệng nói, tôi mới không sợ hắn. Nói thì nói, có thể là tưởng tượng đến vũ lực biến thái của Trương Dương, dưới đáy lòng của thằng nhãi này cũng không khỏi có chút run. Cha Vi bỗng nhiên nói, Trương Dương tới, cậu không sợ hắn, tôi đem chuyện vừa rồi nói cho hắn nghe. Viên Tân Dân theo ánh mắt của cô ấy nhìn lại, quả nhiên thấy Trương Dương chen đoàn người đi tới, hắn hướng Cha Vi xin khoan dung nói, Cha Vi, tôi không đắc tội qua cô cũng đừng bàn lộng thị phi. Cha Vi nói, Phi, tôi khinh thường người như vậy nhất, ngay mặt không dám nói, phía sau nói loạn nói bậy. Trương Dương đã đi tới trước mặt mọi người, cười cười nói cái gì vậy? Viên Tân Dân nói, cũng không phải nói chuyện của Tiết gia. Trương Dương nói, chuyện không vui đừng nắm không tha. Chu Hưng Quốc gật đầu nói, cũng phải. Hắn mở một chai bia đưa cho Trương Dương. Trương Dương tiếp nhận bia uống vào trong bụng. Chương 1868, ứng đối 4. Cha Vi nói, buổi tối anh đi đâu thế? Mọi người tụ hội, chỉ thiếu một mình anh. Trương Dương nói, Kiều Bằng Phi tìm tôi nói chuyện phiếm. Viên Tân Dân lanh mồm lanh miệng, trò chuyện cái gì? Có phải là chuyện của Kiều Mộng Viện? Trương Đại Quan Nhân trừng mắt liếc hắn, cậu lớn người như vậy, lòng hiếu kỳ sao giống như đàn bà vậy hả? Viên Tân Dân bị hắn nói xong vẻ mặt đỏ bừng. Cha Vi nhưng nói, đàn bà thì làm sao? Anh nói vậy là sao đây? Khinh thường đàn bà chúng tôi. Trương Dương cười nói, tôi chưa nói cô theo xem náo nhiệt C1I gì. Cha Vi còn muốn kháng nghị. Trương Dương nắm cánh tay của cô ấy, kéo cô ấy đi ra sân nhảy, hai người bắt đầu lắc lư theo tiết tấu kịch liệt. Trương Dương khen, đúng là xuất thân học vũ đạo, lưng là lưng, mông là mông, nhìn thế nào đều tốt như vậy. Cha Vi bị những lời này của hắn làm vẻ mặt đỏ bừng, cũng may ngọn đèn lóe ra, căn bản thấy không rõ sắc mặt của cô ấy, nhẹ giọng nói cái lời hữu ích gì từ trong miệng anh ra đều khó nghe như vậy, anh thật sự là thô tục. Trương Dương nói, nếu như tôi không thô tục sao có thể phụ trợ cho cao nhã của cô,
cái này gọi là tinh thần hy sinh, cam tâm làm lót đường cho cô, hiện nay trong thời đại hiệu quả và lợi ích, người vui vẻ kính dâng giống như tôi đã không nhiều. Cha Vi xì một tiếng khinh miệt, vốn định mắng hắn một câu, nhưng thấy xa xa Từ Kiến Quốc và Giang Quang Á mang theo hai cô gái đến đây. Trương Dương cũng thấy được hai tên nhóc này, cười nói, hôm nay là sao vậy? Tụ hội lớn sao? Cha Vi nói, hai ngày nay tâm tình của mọi người cũng không được, cho nên Chu Hưng Quốc liên lạc mọi người đi ra thả lỏng một chút, Từ Kiến Quốc bọn họ là Từ Kiến Cơ kêu tới. Lúc hai người nói, Giang Quang Á mang theo Hứa Di cũng tiến vào sân nhảy, thấy được bọn họ Giang Quang Á cũng tới gần. Mọi người cùng nhảy một hồi, Trương Dương thấy Chu Hưng Quốc ngoắc hắn, vì vậy hướng Cha Vi nói một tiếng, đi tới bên cạnh Chu Hưng Quốc, thì ra là ông chủ Hoàng Thiện của sàn nhảy tới. Hoàng Thiện vẻ mặt cười, thật ra thằng nhãi này bình thường cũng là một người thích làm dáng, nhưng cái đó là đối với người khác, đối mặt đám công tử ca hắn phải cười. Hoàng Thiện nói, Trương Bí Thư, ngài lần đầu tiên tới trụ tư, hoan nghênh và xin ý kiến quý giá. Trương Dương nói, cũng tốt, sàn nhảy đều cái dạng này, quá ầm ĩ. Hoàng Thiện cười nói, ầm ĩ mới tốt, tốt cũng là ầm ĩ, bình thường mọi người công tác sinh hoạt áp lực cũng đủ lớn, tới loại địa phương này, tiết tấu vang lên, trên dưới run lên như thế, cái phiền não gì đều ném ra. Từ Kiến Quốc một bên nói, ông chủ Hoàng, sinh ý của ông không tồi, sáng mai giúp tôi bố trí một chút, mở một chi nhánh tại nông trường Hồng Kỳ bên kia của tôi. Hoàng Thiện cười nói, vậy cũng được, bất quá, chỗ đó phải đợi vài ngày. Từ Kiến Quốc nói, trời ạ, nếu không hai ta đổi chỗ khác. Hoàng Thiện nghe được một trận hết hồn, Từ Kiến Quốc tên nhóc này khó nhai lắm, thằng nhãi này không phải thèm muốn sàn nhảy của mình chứ. Từ Kiến Cơ cười nói, Kiến Quốc, tên nhóc em nghiêm túc một chút, phương diện buôn bán kinh doanh em phải học tập ông chủ Hoàng nhiều, ngoại trừ sống phóng túng, anh thật nhìn không ra điểm mạnh của em ở đâu. Từ Kiến Quốc nói, anh đừng có đánh giá người qua vẻ bề ngoài, em cũng có truy cầu. Hắn bỗng nhiên nói, anh, đó không phải chị dâu sao? Mọi người đều nhìn lại theo phương hướng ngón tay của hắn, đã thấy Hồng Nguyệt đang ở trong sân nhảy cùng một người nam thân hình tương đối cao lớn khiêu vũ, hai người vừa nhảy, vừa cười tủm tỉm trò chuyện cái gì. Thật sự là không trùng hợp không phải là sách, Từ Kiến Quốc nói, quái nha, anh, chị Hồng Nguyệt là người nhà chúng ta, sao lại đi nhảy với người khác? Từ Kiến Cơ cũng là một người sĩ diện, mặt đỏ bừng ạc. Chu Hưng Quốc nói, khiêu vũ không bình thường sao? Tên nhóc cậu thêm loạn cái gì? Từ Kiến Quốc nói, vậy cũng không phải, em phải hỏi cô ấy một chút. Từ Kiến Cơ còn chưa kịp ngăn lại, Từ Kiến Quốc đã đi đến hướng Hồng Nguyệt. Chu Hưng Quốc biết Từ Kiến Quốc trẻ tuổi khí thịnh, là một người thành sự không đủ bại sự có thừa, nhanh chóng bảo Trương Dương cùng đi qua. Từ Kiến Quốc đi tới trước mặt Hồng Nguyệt, cười nói, chị Hồng Nguyệt, thật sự là chị, tôi còn tưởng rằng tôi nhìn lầm rồi, chị là tới tìm anh của tôi sao? Hồng Nguyệt thật ra đã sớm thấy được Từ Kiến Cơ bọn họ, chỉ là không đi qua chào hỏi, cô ấy cười nói, Kiến Quốc à, tôi và bạn bè đến đây khiêu vũ, cậu chơi của cậu đi. Từ Kiến Quốc rất không hiểu hảo chắn trước người tên kia, hướng Hồng Nguyệt nói, chị Hồng Nguyệt, anh tôi gần đây nhớ thương chị, anh ấy ở bên kia, chị đi trò chuyện hai câu đi. Người nam cùng đi với Hồng Nguyệt có chút khó chịu vỗ vỗ vai của nói, Từ Kiến Quốc, bạn bè, cậu có việc để sau rồi nói được không? Từ Kiến Quốc tuyệt đối là một nhân vật tràn ngập nước thải, hắn quay người lại một quyền hướng về phía mặt của tên kia, trong miệng mắng, ai con mẹ nó là bạn bè với mày? Mày xứng sao? Từ Kiến Quốc là bất bình vì đại ca Minh, hắn cho rằng một quyền này nhất định phải đem mặt của tên kia đánh cho nở hoa khóc giống lên. Nhưng thật không ngờ người nam kia lại có thể là một người luyện võ, hơi nghiêng thân tránh thoát một quyền trước mặt của Từ Kiến Quốc, sau đó thuận thế nắm cổ tay của hắn, kéo vào trong lòng, chân phải đạp tới bụng của Từ Kiến Quốc. Từ Kiến Quốc hự một tiếng, thân thể lảo ngã xuống mặt đất. Hồng Nguyệt thấy thế nhanh chóng ngăn cản tên kia, Thường Trương bỏ đi. Trương Dương cũng thật không ngờ Từ Kiến Quốc và người nam kia vừa nói câu nói đầu tiên liền ra tay, lúc hắn chạy tới, Từ Kiến Quốc đã bị đả ngã. Trương Dương tuy rằng nhận thức Hồng Nguyệt, thế nhưng trong lòng hắn cũng đứng ở bên Từ Kiến Cơ, Trương Dương che trước người Từ Kiến Quốc, để phòng người nam tên là Thường Trương kia lần thứ hai ra tay, đám người Chu Hưng Quốc. Từ Kiến Cơ tất cả đều vây đến đây, những người này bình thường cũng không thích sinh sự, thế nhưng thấy Từ Kiến Quốc bị đánh, bên trong không ít người đã kiềm chế không được cơn tức, bên trong lấy Viên Tân Dân dẫn đầu, hắn giống giận hướng Thường Trương phóng tới, tao đánh chết mẹ mày. Mày không có mắt à, trên đường vào tới đã bị Từ Kiến Cơ chặn ngang ôm lấy. Thường Trương cũng là một nhân vật không dễ chọc,
lạnh lùng nhìn Viên Tân Dân nói, con mẹ nó lặp lại lần nữa coi. Chu Hưng Quốc tuổi tác lớn nhất, tính tình trầm ổn nhất, hắn nhanh chóng khuyên nhủ, cũng không phải người ngoài, làm gì? Để cho người khác chế giễu sao? Từ Kiến Cơ nhìn Hồng Nguyệt nói, Hồng Nguyệt, cần thiết sao? Hồng Nguyệt nghe được hắn nói như vậy, trong lòng cũng là vô cùng ủy khuất, cả giận nói, là em trai anh xông lên đánh người, ngược lại đổ lỗi cho chúng tôi. Trương Dương đỡ Từ Kiến Quốc đứng dậy, Từ Kiến Quốc muốn liều mạng với Thường Trương, bị Trương Dương giữ lại. Ông chủ Hoàng Thiện của sàn nhảy trụ tư nghe được động tĩnh cuống quýt chạy đến đây, khuyên bảo hai bên nguôi giận, Hồng Nguyệt gặp phải chuyện này tự nhiên cảm giác không còn hứng thú, nói một tiếng với Thường Trương rồi hai người rời đi. Hoàng Thiện thật vất vả mới đem đám thái tử ra mời đến phòng, khiến cho người phục vụ đưa lên hai chai rượu. Từ Kiến Quốc căm giận nói, tôi không giết chết thằng cháu trai này là không thể. Từ Kiến Cơ trách mắng, em có bệnh à, đang yên đang lành, em xông lên ra tay đánh người cái gì, người ta đắc tội em. Từ Kiến Quốc nói, cái gì mà có bệnh, thằng cháu trai kia dẫn chị dâu em đi nhảy, là không thể nhẫn. Từ Kiến Cơ nghe hắn nói ẩu nói tả, tức giận đến xông lên muốn đánh hắn, bị Trương Dương lôi trở lại. Chương 1869, đường hẹp 1. Chu Hưng Quốc nói, hai anh em các người ầm ĩ đủ chưa? Các người không cảm thấy mất mặt, chúng tôi đều thấy hoảng. Một câu nói đem hai anh em mặt đỏ bừng. Chu Hưng Quốc nói, Hồng Nguyệt và Kiến Cơ cũng chưa định ra, ai quy định là chị dâu cậu. Hơn nữa, người ta và đồng sự khiêu vũ cũng không có gì, gặp mặt bắt chuyện cũng được. Kiến Quốc, tên nhóc cậu cũng là điên, xông lên đi đánh người ta, có vẻ chúng ta không có phong độ. Trương Dương nói, quên đi, chuyện tình qua rồi thì thôi. Viên Tân Dân nói, không thể bỏ qua như thế, tên Thường Trương là cái thá gì chứ? Mẹ nó, dám đùa giỡn với chúng ta. Hoàng Thiện nói, Thường Trương là bộ đội đặc chủng của quân khu Tây Bắc, hắn vừa tới kinh thành không lâu, nói hắn các người có thể không biết, dượng hắn Tần Hồng Giang các người nhất định biết. Trương Dương nghe được tên của Tần Hồng Giang không khỏi nhíu nhíu mày. Chu Hưng Quốc nói, Tần Hồng Giang là dượng hắn. Hôm nào tôi tìm Tần Chấn Đường nói một chút, em họ của hắn đúng là không hiểu chuyện gì. Từ Kiến Quốc nói, cái thứ gì thế, tôi không để yên cho hắn đâu. Từ Kiến Cơ nói, được rồi, em trở lại cho anh. Từ Kiến Quốc còn muốn nói cái gì, Chu Hưng Quốc ý bảo Giang Quang Á và Viên Tân Dân khuyên nhủ hắn. Cái đoàn người này cũng thật là có chút phiền muộn, lúc đầu hai ngày nay bởi vì tang sự của Tiết Lão mà khiến cho tâm tình trầm trọng, đi ra thả lỏng. Nhưng không ngờ rằng ở chỗ này gặp phải chuyện không hài lòng, Từ Kiến Cơ hiện tại một chút tâm tình vui chơi của cũng không có, hắn đứng dậy cáo từ nói các người chơi đi, tôi đi trước. Chu Hưng Quốc và Trương Dương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều lo lắng Từ Kiến Cơ, Trương Dương cười cười nói, chỗ này quá ổn, đổi chỗ khác uống hai ly. Chu Hưng Quốc nói, tôi thấy được. Cha Vi nói, Trương Dương, lái nữa anh lại phải đưa tôi về nhà. Trương Dương cười nói, thế nào, lại là tôi. Cha Vi thối nói, được được, tôi còn thật chướng mắt anh. Mọi người cùng nhau rời khỏi sàn nhảy trụ tư, Chu Hưng Quốc lấy xe, sau khi chờ bọn hắn lên xe, Chu Hưng Quốc nói, thịt quay Hàn Quốc, đồ biển Nhật, thực đơn Pháp, tùy các người chọn, buổi tối hôm nay chúng ta không say không về, là anh mời khách. Từ Kiến Cơ nói, thôi không cần, tôi thấy vẫn là về nhà, biết mấy người rất tốt với tôi, thật ra tôi không có chuyện gì, đàn bà không phải thứ hiếm lạ, chỗ nào mà không có. Cha Vi nói, lời này tôi không thích nghe, các người một người hai người sao đều là chủ nghĩa đại nam tử vậy. Lời của cô ấy nói còn chưa xong, điện thoại của Chu Hưng Quốc lại vang lên, điện thoại là Giang Quang Á gọi tới, âm thanh hắn có chút kinh hoàng nói, Chu đại ca, các người nhanh chóng tới đây, bọn họ lại đánh nhau. Trên đời này bình thường tồn tại chuyện không thể buông tha, lúc đầu Thường Trương đi cũng không có chuyện gì, nhưng hắn và Hồng Nguyệt hai người lái xe đi ra không lâu thì xảy ra va quẹt xe với người khác. Theo lý thuyết chuyện này là của đám người Từ Kiến Quốc, nhưng Viên Tân Dân và Giang Quang Á đưa Từ Kiến Quốc đưa đi qua chỗ này, Từ Kiến Quốc thấy Thường Trương có thể nói là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, khiến cho Giang Quang Á dừng xe, cầm cờ lê tiến lên. Viên Tân Dân cũng là một người e sợ cho thiên hạ bất loạn, thấy Từ Kiến Quốc tiến lên, hắn nhanh chóng theo sau hỗ trợ, Thường Trương đang cùng người ta lý luận, đột nhiên hai tên nhóc này xông lên đánh hắn. Từ Kiến Quốc cũng không rút kinh nghiệm từ trong giáo huấn vừa rồi. Thường Trương là xuất thân bộ đội đặc chủng, đối phó mấy người bọn họ căn bản không cần tốn nhiều sức. Khi đoàn người Trương Dương vội vã đi qua, Từ Kiến Quốc và Viên Tân Dân đều bị đánh ngã xuống đất, ngay cả Giang Quang Á cũng bị Thường Trương đánh một quyền, bưng mũi ngồi xổm trên mặt đất.
Trương đại quan nhân lúc đầu vẫn thái độ ôm dàn xếp ổn thỏa của những người đứng xem, nhìn thấy Giang Quang Á bình thường thành thật nhất cũng bị đánh, nhất thời nổi giận, đừng nói hắn phát hỏa, Từ Kiến Cơ cũng phát hỏa, Thường Trương có ghê gớm bất quá cũng là cháu trai của Tần Hồng Giang, ở Kinh Thành, thật đúng là không tới phiên hắn đùa giỡn. Từ Kiến Cơ muốn tiến lên lý luận, Trương đại quan nhân đã giành trước vào tới. Thường Trương thấy Trương Dương đi tới, hắn cũng không nói nhiều nói, bước ra một bước về phía trước, đưa tay túm lấy yết hầu của Trương Dương, hắn cũng đang nổi nóng, vừa rồi bởi vì xảy ra sự cố, đang lý luận với người khác, nhưng đột nhiên mấy người Từ Kiến Quốc xông ra, không nói hai lời ra tay với hắn, Thường Trương cũng không phải người tốt lành gì, ra tay đánh ngã ba người bọn họ, thấy Trương Dương đến đây, trong lòng căm tức, thầm nghĩ, các người cho rằng nhiều người thì ngon à, lão tử ngày hôm nay đánh ngã tất cả. Thường Trương tới Kinh Thành thời gian không lâu, hắn cũng không biết bối cảnh thân phận của đám người Chu Hưng Quốc này, Hồng Nguyệt là bạn gái bác hắn Thường Ngọc Khiết nhờ người giới thiệu cho hắn, ngày hôm nay hai người là lần đầu tiên gặp mặt, phàm là một người đàn ông, ai cũng không muốn mất mặt mũi tại trường hợp này. Hồng Nguyệt gần đây chiến tranh lạnh với Từ Kiến Cơ, cô ấy đi ra gặp mặt một là không lay chuyển được tình cảm của người trung gian, hai là thất vọng đối với Từ Kiến Cơ, bên trong cũng có thành phần bị tức giận, nhưng không ngờ rằng trùng hợp như thế, lại có thể ở sàn nhảy gặp phải Từ Kiến Cơ, xảy ra trò khôi hài. Bởi vì là lần đầu gặp mặt, Hồng Nguyệt cũng không có khả năng giải thích rõ ràng thân phận của đoàn người này với Thường Trương, thấy chuyện tình càng ầm ĩ càng lớn, Hồng Nguyệt lúc này cũng không biết như thế nào cho phải. Trương đại quan nhân thấy Thường Trương vừa lên tới thì ra tay khóa hầu, hỏa trong lòng không khỏi lớn, hắn vỗ tay trái, đem cánh tay của Thường Trương vỗ ra một bên, sau đó một quyền nện ở trên ngực của Thường Trương, Thường Trương bị một quyền này của Trương Dương đánh cho cưỡi mây đạp gió bay ra ngoài, đừng thấy hắn dễ dàng đánh ngã ba người Từ Kiến Quốc, nhưng gặp phải Trương đại quan nhân, cái thực lực này vẫn là một trời một đất, chênh lệch quá lớn. Thường Trương ngã sấp xuống trên xe jeep của mình, phía sau lưng đụng phải cửa kính chắn gió nát bấy. Trương Dương bay lên không, không đợi Thường Trương ngồi dậy, dùng đầu gối ngăn chặn thân thể hắn, nắm cổ áo của hắn, lạnh lùng nói, bản thân, đủ kiêu ngạo. Thường Trương căm tức nhìn Trương Dương, mới biết mình gặp phải thứ dữ. Sau khi Trương Dương đánh bại Thường Trương, cũng không có thừa thắng xông lên, Thường Trương lẻ loi một mình dám đấu cùng đám người này. Đủ để chứng minh hắn cũng là hán tử, Trương Dương đối với người kiên cường luôn luôn là tương đối tán thưởng. Một chiếc xe cảnh sát và hai xe jeep quân dụng trước sau đi tới hiện trường, trên xe cảnh sát là đến đây xử lý sự cố giao thông, trên xe jeep là 6 gã quân nhân, một người dẫn đầu phần lớn người nhận thức, hắn là con trai nhỏ của Tần Hồng Giang Tần Chấn Đường. Tần Chấn Đường là nghe nói em họ Thường Trương và người ta xảy ra va quẹt, cho nên chạy tới xử lý, không ngờ rằng thấy được Trương Dương đánh bại Thường Trương. Oán hận giữa Tần Chấn Đường và Trương Dương chất chứa quá sâu. Hắn sau khi xuống xe, tay theo thói quen sờ soạn bên hông, cũng không chờ hắn đến gần Trương Dương. Chu Hưng Quốc đã ngăn cản lối đi của hắn, Tần Chấn Đường ở Kinh Thành tuy rằng cũng được cho nhân vật số 1, thế nhưng trước mặt tại Chu Hưng Quốc, Từ Kiến Cơ đám người này hắn không dám làm càn. Chương 1870, đường hẹp 2. Tần Chấn Đường nói, thì ra là Chu ca, bị đánh là em họ tôi. Từ Kiến Cơ cười lạnh nói, Tần Chấn Đường, em trai của tôi lúc nào thành em họ của cậu? Sao tôi không biết có các người có quan hệ thân thích này? Tần Chấn Đường lúc này mới nhìn đến mấy người còn nằm trên mặt đất, Từ Kiến Quốc, Giang Quang Á, Viên Tân Dân hắn đều nhận thức, Tần Chấn Đường không phải kẻ ngu, lập tức thì đoán được chân tướng chuyện này, thằng nhãi này biến sắc cũng là cực nhanh, cười ha hả nói, xem ra là lũ lụt chìm Long Vương miếu người một nhà không nhìn được người một nhà, em họ tôi vừa đến Kinh Thành không bao lâu, không quen với mọi người. Nói vậy sản sinh một ít hiểu lầm. Viên Tân Dân bụng mặt đi tới, Tần Chấn Đường, hắn là em họ của anh hả? Cũng con mẹ nó quá dã man, ra tay thì đả thương người. Tần Chấn Đường không để ý đến hắn, trong mắt hắn Viên Tân Dân, Từ Kiến Quốc mấy người này đều là đứa nhóc con, ánh mắt của hắn nhìn Chu Hưng Quốc nói, Chu ca, tôi thấy việc hôm nay hay là thôi đi, ầm ĩ lớn không có gì. Cũng may tất cả mọi người không bị thương. Trương Dương bên kia đã thả Thường Trương. Chu Hưng Quốc nhìn Từ Kiến Cơ, ngày hôm nay hắn ta mới là nhân vật chính. Từ Kiến Cơ nói, Tần Chấn Đường, nếu là em họ cậu, chuyện này bỏ qua, sau này. Cậu dạy hắn chút chuyện tình, xã hội quá phức tạp. Lỡ như ầm ĩ xảy ra chuyện gì, tổn thương hòa khí của mọi người sẽ không tốt. Tần Chấn Đường không dám đùa giỡn trước mặt Từ Kiến Cơ, tuy rằng trong lòng cực kỳ bất mãn đối với Từ Kiến Cơ, hắn cười cười nói, Kiến Cơ, chúng ta bạn bè nhiều năm như vậy,
coi như hết, em họ tôi tới kinh thành chưa được vài ngày. Hắn đi tới bên cạnh Thường Trương, nhìn vết thương trên mặt của Thường Trương một chút, ánh mắt hướng Trương Dương nói, Trương Bí Thư, ra tay cũng thật nặng. Em họ tôi đắc tội anh. Trương Dương cười nói, tôi ra tay luôn luôn không nhẹ không nặng, cậu hẳn là biết. Tần Chấn Đường oán hận gật đầu, không nói lại, hắn vỗ vỗ đầu vai của Thường Trương ý bảo cùng nhau rời đi. Hồng Nguyệt đứng ở đàng kia có vẻ chân tay luống cuống, lúc cô ấy đang do dự có phải là cùng đám người Thường Trương này rời đi, chợt nghe Từ Kiến Cơ lạnh lùng nói, Hồng Nguyệt, em đứng lại đó cho anh. Hồng Nguyệt quả nhiên dừng chân lại, cắn cắn môi. Thường Trương căm tức Từ Kiến Cơ nói, đùa giỡn uy phong với đàn bà cái gì? Có gan làm với tôi nè. Từ Kiến Quốc lúc này cũng hồi phục lại, giận dữ hét, mẹ kiếp, chó má gì vậy, tao con mẹ nó phế mày đi. Trương Dương đưa tay giữ tên nhóc này lại. Khó xử nhất lúc này chính là Hồng Nguyệt, cô ấy căn bản không ngờ rằng sẽ ầm ĩ ra như vậy, trong lúc nhất thời quấn quýt vạn phần, ngồi chồm hổm trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở lên. Cha Vi Thối nói, các người đám người này, có xấu hổ hay không a? Khó xử một nữ hài tử làm gì? Muốn đánh nhau muốn giết, kinh thành chỗ ngồi lớn, cũng đủ các người luyện của, đừng ở chỗ này nhi khi dễ người. Tần Chấn Đường kéo Thường Trương lên xe. Dưới khuyên giải an ủi của Cha Vi, Hồng Nguyệt cuối cùng cũng chấn định xuống, cô ấy thút thít đem chuyện tình của ngày hôm nay nói một lần. Cô ấy là thích Từ Kiến Cơ, nguyên nhân chiến tranh lạnh với Từ Kiến Cơ xét đến cùng vẫn là tại trên người Từ Kiến Cơ. Từ Kiến Cơ tên nhóc này trên tình cảm cũng là một người muôn màu muôn vẻ, ngoại trừ Hồng Nguyệt ra, hắn còn có bạn gái khác, bị Hồng Nguyệt phát hiện, cho nên mới ầm ĩ như thế. Mọi người hống liên tục khuyên, khiến cho Từ Kiến Cơ lái xe đem Hồng Nguyệt về nhà. Tuy rằng mấy tên nhóc Từ Kiến Quốc không buông tha muốn tìm Thường Trương tính sổ, nhưng người đều đi, bọn họ cũng là nói cho nghiện miệng mà thôi. Từ Kiến Cơ và Hồng Nguyệt đi rồi, mọi người cũng giải tán, Trương Dương đón chiếc xe, đưa Cha Vi về nhà, Cha Vi bảo xe taxi đưa cô ấy đến bãi đỗ xe sau Bắc Cực, ô tô của cô ấy dừng ở bên kia. Trở lại xe của Cha Vi không nhịn được mắng một câu, đàn ông các người, không có một thứ tốt. Trương Dương nói, thế nào? Tôi không đắc tội cô làm gì mắng tôi vào hả? Cha Vi nói, chuyện đêm nay căn bản là trách Từ Kiến Cơ, hắn ở bên ngoài tìm đàn bà, còn muốn khiến cho Hồng Nguyệt toàn tâm toàn ý đối với hắn, người ta cũng là kết giao bạn bè bình thường, hắn làm như chiếm nhiều đạo lý lớn, anh nói người như thế có kinh tởm hay không? Trương Dương nói không thể nói như vậy, Kiến Cơ đối với Hồng Nguyệt là thật tâm, nếu không đêm nay hắn cũng sẽ không quan tâm như vậy. Cha Vi nói, loại hoa tâm cải củ như hắn, đáng bị người ta mắng, nếu như tôi là Hồng Nguyệt, tôi căn bản là không phản ứng hắn. Trương Dương cười nói, trên đời này, đàn ông tốt giống như tôi thật sự là quá ít. Cha Vi nói, Trương Dương, anh thật không biết xấu hổ, bạn gái anh đều sắp xếp thành một hàng dài rồi đấy. Trương Đại Quan Nhân nói, thật ra nếu xếp thành hàng dài, tôi cũng sẽ chừa chỗ cho cô. Phi, tôi không chen vào với anh. Cha Vi nói khởi động ô tô. Trương Dương nói, đêm nay vốn đang muốn chơi đùa một phen, không ngờ rằng gặp phải việc này. Cha Vi nói, đều là các người tự tìm, Trương Dương, anh cùng Sở Yên Nhiên lúc nào kết hôn hả? Trương Đại Quan Nhân bị đã hỏi tới điểm quan trọng, ấp úng ừ mà lên. Cha Vi nói, đừng ừ à nữa, tôi hỏi anh nói đi. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi nếu như kết hôn, cô có thể bị kích thích hay không hả? Cha Vi nói, anh làm như được giá lắm vậy, thật ra. Tôi đối với anh thật đúng là không suy nghĩ gì, tình nhân trong lý tưởng của tôi không phải như anh. Trương Đại Quan Nhân cười nói, ý của cô là, cố ý, muốn kích thích tôi. Cha Vi nói, anh da dày thịt béo, tôi có thể kích thích anh sao? Cô ấy lắc đầu nói, yêu một người thật sự quá mệt mỏi, thật sự, tôi lại đặc biệt không thích vì yêu tốn hao tinh lực lớn như vậy. Đời này, một người tốt nhất rất tốt với ta có thể gặp phải, sủng tôi, yêu tôi, đuổi theo tôi khiến cho hắn đi đông. Hắn không dám đi Tây, lúc tôi muốn thấy hắn, phải xuất hiện ở trước mặt Huyền, nếu như tôi không muốn thấy hắn, hắn phải cút rất xa. Trương Dương nói, tôi nghĩ cô hẳn là nên nuôi chó đi, đàn ông không thích hợp với cô. Cha Vi cười mắng, cút. Trương Dương nói, tôi thật ra cũng rất phiền muộn, cô nói loại người tình thương rất cao giống như tôi có phải là dễ tìm bất mãn không hả? Cha Vi nói, anh không phải tình thương cao, anh là tham lam, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Trương Dương nói, tôi ăn uống được, đừng nói là nuốt vôi, cho dù là hà mã tôi đều có thể nuốt vào. Cha Vi bỗng nhiên phanh lại, lắc đầu nói, phiền chết, chỉ lo trò chuyện với anh, đều đến chỗ nào rồi.
Trương Dương nói, tâm rối loạn ba. Thật sự, Cha Vi, tôi phát hiện, cô có chút không thích hợp. Cha Vi nói, Trương Dương tôi thật phiền anh. Cảm giác của cô ấy đối với Trương Dương thật sự vô cùng phức tạp. Trương Dương nói, tôi cũng phiền tôi, bất quá chuyện này không phải tại tôi, muốn trách phải trách cha mẹ tôi, cô nói bọn họ vì sao sinh tôi ra ưu tú như thế. Cha Vi nở nụ cười, ngựa không biết mặt dài, Trương Dương, tôi sau này phải rời anh xa một chút, ở chung lâu với người như anh, dễ xa dọa. Trương Đại Quan Nhân nói, có câu nói cũng đúng, càng xa đọa càng vui vẻ, ai không muốn theo đuổi vui sướng. Thằng nhãi này nói tràn ngập mùi vị câu dẫn người phạm tội. Đôi mắt đẹp của Cha Vi nhìn thẳng Trương Dương nói, anh cho rằng, anh có thể cho tôi vui sướng sao? Trương Đại Quan Nhân bị ánh mắt của Cha Vi nhìn gần, bỗng nhiên nuốt khẩu nước bọt, cổ họng có chút phát khô, vậy thì. Nhà đầu, bên này hình như là Tây Khang Môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 209.